Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 215. Ông lão gật đầu, đó là một thời đại bi tráng. Diệp Huyên trầm mặc. Từ những hình ảnh kia, hắn đã biết ông lão trước mắt này đã chết trận, không chỉ lão, mà tất cả thánh hiền của nhân tộc năm đó đều đã chết trận. Ngoại trừ nhân tộc, còn có các chủng tộc khác. Diệp Huyên trầm giọng nói, năm đó rốt cuộc các người đã gặp kiếp nạn gì? Ông lão trầm mặc một lát rồi chỉ lắc đầu, không nói gì. Diệp Huyên cũng im lặng. Ông lão đột nhiên dừng bước, nhìn về phía cách đó không xa, sâu trong sơn mạch phía xa xa có 12 bức tượng. 12 bức tượng này cao tới vạn trượng, trong tay đều cầm trường thương, đứng ngạo nghễ giữa đất trời. Ông lão khẽ nói, đó là 12 chiến thánh. 12 người này đều là chiến sĩ của nhân tộc ta. Ban đầu có 167 người. Mà hiện nay chỉ còn lại 12, bọn họ vì muốn tiếp tục bảo vệ cho nhân tộc nên đã chọn cách say ngủ trong tượng, đợi đến khi nhân vương đời mới triệu hoán. Diệp Huyên nhìn 12 bức tượng kia, bây giờ ta có thể thức tỉnh bọn họ rồi đúng không? Ông lão gật đầu, có thể, nhưng ta đề nghị bây giờ cậu đừng thức tỉnh họ vội. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão, vì sao? Ông lão cười, bọn họ có thể trở thành một lá bài tẩy của cậu. Diệp Huyên im lặng. Lúc này, ông lão xòe tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên, trong nhẫn là kho báu của nhân tộc, bây giờ ta giao cho cậu tự ý quyết định. Diệp Huyên liếc mắt nhìn nhẫn chứa đồ, chốc lát sau, hắn lập tức nhận nhẫn về rồi nói, tiền bối yên tâm, ta chắc chắn sẽ gánh vác hy vọng của toàn nhân tộc, thân là nhân tộc, đây là việc phải cáng đáng. Ông lão cười ha ha, tiếng cười ngân vang khắp đất trời. Dần ra, cơ thể ông lão trở nên hư huyễn. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, ông sắp tan biến hoàn toàn rồi. Ông có thể nói cho ta biết tại sao lại chọn ta được không? Ông lão trầm mặc một lát rồi nói, năm đó chúng ta thua cuộc, lần này chúng ta vẫn không có phần thắng. Vậy nên ta quyết định tìm ngoại viện. Diệp Huyên có chút không rõ, ngoại viện. Ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, đúng. Cậu chính là ngoại viện của tộc chúng ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, nhưng ta cũng chẳng mạnh mẽ gì. Ông lão nở nụ cười như hồ ly, cậu không mạnh mẽ gì, nhưng người phía sau cậu rất mạnh, cậu trở thành vương của nhân tộc thì người đằng sau cũng sẽ là nhân tộc, tộc chúng ta lần này sẽ được quật khởi hoàn toàn. Diệp Huyên im lặng. Hắn cũng đoán là vậy, đối phương chỉ nhìn chúng thế lực phía sau của hắn thôi. Như nghĩ đến điều gì đó. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, chủ nhân của bút đại đạo không giúp các ông à? Ông lão lắc đầu, hắn đã vượt qua tất cả. Diệp Huyên còn định hỏi gì nữa, nhưng ông lão đã lên tiếng trước, tiểu hữu, nhân tộc cậy nhờ vào cậu. Nói rồi, lão ngày càng mở đi. Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó hơi thi lễ tiền bối, ông. Ông lão cười nói, có phải hơi luyến tiếc ta không? Đừng như vậy. Thiên hạ này nào có bữa tiệc không tàn, chúng ta. Diệp Huyên xen ngang, ý của ta là ông còn thứ gì để lại cho ta không? Vẻ mặt ông lão cứng đờ, một khắc sau, lão trừng mắt nhìn Diệp Huyên, hết rồi. Nói xong, lão lập tức biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyên. Lúc này, bút đại đạo đột nhiên nói với Diệp Huyên, chúc mừng. Diệp Huyên không nghĩ linh tinh nữa, hắn nhìn xung quanh rồi hỏi, tiểu bút. Huynh có hiểu rõ về thời đại nhân tộc này không? Bút đại đạo nói, một ít thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, năm đó bọn họ rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Bút đại đạo trầm mặc. Diệp Huyên nhíu mày lại, lúc này, bút đại đạo vội vàng nói, chuyện của thời đại đó ta cũng chỉ hiểu một hai thôi, cụ thể thì ta không biết. Ta chỉ biết sau trận chiến đó, chủ nhân đã có can thiệp. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, chủ nhân của huynh đã can thiệp vào. Bút đại đạo trầm giọng đáp, đúng vậy, nếu không có chủ nhân can thiệp vào thì ta nói cho cậu hay, hết thảy sinh linh của vũ trụ hiện hữu và vô biên này đã tan biến hết. Diệp Huyên nói, huynh nói rõ hơn xem. Bút đại đạo khẽ thở dài, không phải ta không muốn nói cho cậu biết, mà là ta thật sự cũng không biết gì nhiều. Ta chỉ biết năm đó vạn tộc thảm bại. Đối phương suýt nữa đã tiêu diệt toàn bộ vũ trụ hiện hữu cùng vũ trụ vô biên này. Tiểu tháp đột nhiên nói, không đúng. Bút quen, theo ta được biết, chủ nhân của ngươi là khởi nguồn của tất cả nhân quả này,
tất cả những cái hiện có và những cái chưa có đều là do hắn trưởng quản. Bút đại đạo đột nhiên cắt ngang tiểu tháp, lời này là ai nói cho ngươi biết? Tiểu tháp đáp, không ai nói cả, ta tự biết. Bút đại đạo cả giận, nói thật ngay. Tiểu tháp trầm mặc một lát rồi nói, có lần ta nghe thiên mệnh tỷ tỷ nói vậy. Bút đại đạo im lặng, sau đó chỉ khẽ thở dài. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, khởi nguồn của tất cả nhân quả. Tiểu bút, huynh nói cặn kẽ hơn được không? Bút đại đạo trầm giọng nói, đợi khi nào cậu đạt được đến cấp bậc của thiên mệnh tiền bối thì cậu sẽ biết được chủ nhân là một tồn tại như thế nào. Bây giờ ta có nói thì cậu cũng không hiểu đâu. Còn thời đại vạn tộc thì ta chỉ có thể nói cho cậu biết là, khi đó mọi chuyện vượt quá ngoài tầm kiểm soát tất nhiên là vì đã có một người siêu cấp kinh khủng nghịch thiên xuất hiện. Phải là dạng siêu cấp nghịch thiên giống muội muội cậu mới khiến cho chủ nhân hoàn toàn bó tay. Nghe vậy, Diệp Huyên híp mắt lại, huynh bảo là còn có người sánh ngang với tam kiếm à? Bút đại đạo nói, không biết, nhiều khi có một vài người đặc biệt, thực lực của hắn không phải là quá mạnh mẽ, nhưng thân phận lại đặc biệt, chủ nhân cũng sẽ không làm gì được hắn cả. Diệp Huyên hỏi, ví dụ là? Bút đại đạo đáp, ví dụ là cậu đó. Thực lực của cậu yếu như gà nhưng chủ nhân cũng có làm gì được cậu đâu. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Bút đại đạo tiếp tục nói, bất kể như thế nào đi nữa, người có thể khiến chủ nhân chịu thua chắc chắn phải vô cùng kinh khủng. Đối phương một là đặc biệt giống cậu, hai là thực lực tự thân của hắn vô cùng khủng khiếp. Mà bây giờ, cậu phải gánh vác hy vọng của nhân tộc, vậy có nghĩa là nhân quả đã kết, còn tương lai như thế nào? Ta cũng không biết, bởi vì ta không thể thăm dò được tương lai của cậu. Diệp Huyên trầm mặc. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, đừng lo, thiên mệnh tỷ tỷ vĩnh viễn là thần. Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên thu hồi tâm tư, hắn mở tay ra, nhẫn chứa đồ ông lão vừa nãy đưa cho hắn xuất hiện. Trong nhẫn có tới gần 30 tỷ trụ mạch, ngoài ra còn có 100 triệu linh mạch đặc thù, 100 triệu linh mạch này có độ linh khiết vượt xa cả trụ mạch. Diệp Huyên có chút ngạc nhiên, tiểu bút, đây là linh mạch gì? Bút đại đạo nói, trụ nguyên mạch, một loại linh mạch vô cùng hiếm thấy, cũng là loại linh mạch các cường giả cấp cao hơn rất thích dùng, cực kỳ quý giá, cậu có thể giữ lại. Diệp Huyên khẽ gật đầu, khóe miệng cong lên, Diệp Huyên hắn rốt cuộc cùng thoát nghèo. Không biết của cải hiện tại của hắn có nhiều bằng tần quan chưa, lần sau gặp lại phải so kè một lần mới được. Trong nhẫn chứa đồ này còn có hơn 2.000 chiến giáp, Diệp Huyên quan sát tỉ mỉ một lúc, những chiếc giáp này đều có màu vàng óng, cực kỳ cứng rắn. Diệp Huyên dùng kiếm thanh huyên để thử nghiệm một hồi, hắn phát hiện ngoài kiếm thanh huyên ra thì những thanh kiếm bình thường khó lòng mà làm sức mẻ gì được những bộ giáp này. Những chiến giáp này không bằng giáp của nhị nha, nhưng lại là loại giáp tốt nhất hắn từng thấy ngoại trừ giáp nhị nha, cầm những bộ giáp này ra ngoài. E là cường giả trên thượng thần cũng khó mà làm chảy xước được gì. Ngoại trừ những chiến giáp này, hắn phát hiện còn có mấy trăm nghìn tấm bùa chú, cùng với hơn 10 triệu quyển sách cổ, những quyển sách này đều được nhân tộc thời đại vạn tộc lưu lại, ghi chép nền văn minh rực rỡ nhất thời kỳ đó. Những quyển sách cổ này mới là thứ quý giá nhất. Bởi vì bên trong nó có rất nhiều phương pháp tu luyện, hắn đọc một lượt. Sau đó phát hiện những phương pháp tu luyện này cao hơn rất nhiều văn minh võ đạo hắn từng tiếp xúc được. Ngoài ra còn có một vài thần khí đặc biệt, phải đến mấy chục nghìn món, tất nhiên, nhưng món thần khí này không thể so được với tiểu tháp và kiếm thanh huyên, thế nhưng chỉ tùy tiện cầm một món bất kỳ ra ngoài thì cũng đều thuộc hạng cao cấp nhất, quý giá nhất. Diệp Huyên nhìn nhẫn chứa đồ trước mắt, thật sự cảm giác bản thân như đang nằm mơ. Tự dưng hắn đi đến nơi này. Rồi trở thành nhân vương của nhân tộc, còn kế thừa một khối tài sản đồ sộ. Đúng là cuộc đời. Ngày nào cũng có thể xuất hiện kinh hỉ. Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên đột nhiên nói, tiểu bút, không phải có đến vạn tộc à? Huynh có thể nói cho ta mấy chỗ để lại truyền thừa của các tộc khác không? Để ta đi dạo một vòng thử, ta cảm thấy với thực lực của ta mà chỉ gánh vác mỗi kỳ vọng của nhân tộc thì có hơi không xứng tầm, ta muốn gánh vác toàn bộ kỳ vọng của vạn tộc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bút đại đạo. Gánh vác kỳ vọng. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, bút đại đạo trầm giọng nói, cậu cho rằng chỉ gánh cho vui thôi đúng không? Gánh vác kỳ vọng cũng đồng nghĩa với trách nhiệm, phải gánh vác trách nhiệm, cậu hiểu không? Diệp Huyên cười nói,
dù sao ta cũng đã gánh vác kỳ vọng của nhân tộc rồi, gánh thêm của mấy thế lực khác nữa cũng có khác gì nhau đâu. Bút đại đạo im lặng một lát rồi nói, ta không biết truyền thừa của tộc khác ở đâu. Diệp Huyên nhíu mày, lúc này, bút đại đạo nói, cậu tiêu hóa hết truyền thừa của nhân tộc trước đã. Còn về các tộc khác, sau này có cơ hội rồi nói sau. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa truyền thừa của nhân tộc, giờ còn đi vơ thêm của tộc khác về thì hơi tham lam. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện, nhân linh kia đã trở lại trong kiếm Thanh Huyên. Thật ra chỉ cần Diệp Huyên không đồng ý, nhân linh hoàn toàn không thể nào thật sự rời khỏi kiếm Thanh Huyên. Phải biết rằng chính chủ nhân của bút đại đạo đã đích thân dung nhập nhân linh vào kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn khẽ rung, một lát sau, hắn đột nhiên đâm tới một kiếm. Vụt! Một tia kiếm quang bay ra. Xung quanh kiếm quang có ánh vàng nhàn nhạt. Tín ngưỡng chi lực của nhân linh. Xoẹt! Chiêu kiếm chém thế giới của nhân linh thành hai mảnh. Lúc này, vô số yêu thú mạnh trong thế giới của nhân linh đều ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên bằng ánh mắt kiêng dè. Nhân linh! Bọn chúng không sợ Diệp Huyên, nhưng bọn họ sợ nhân linh, phải biết rằng nhân linh là tín ngưỡng chi lực mà thánh hiền mấy đời để lại, yêu thú bọn chúng hoàn toàn không thể chống lại uy lực mạnh mẽ của nó. Diệp Huyên đột nhiên đảo mắt nhìn xung quanh, hắn cảm nhận được rất nhiều yêu thú mạnh mẽ, những yêu thú này là của tộc khác, hay là... Nhân linh đáp, là nhân tộc, năm đó nhân tộc đã thuần phục rồi nuôi dưỡng rất nhiều yêu thú mạnh. Đa số những con yêu thú này đều là hậu duệ của yêu thú mạnh mẽ trước kia, chỉ có mấy con là còn sống từ năm đó. Diệp Huyên chớp mắt, như thế bọn chúng cũng thuộc quyền quản lý của ta, đúng không? Nhân linh nói, phải. Diệp Huyên hơi nhếch môi. Lúc này, nhân linh lại nói, nhưng yêu thú chỉ kính trọng kẻ mạnh, cho nên tốt nhất ngươi đừng dùng thân phận nhân vương ra lệnh cho chúng, vì như thế chúng sẽ không tôn trọng ngươi. Đợi sau khi thực lực của ngươi đủ mạnh, đương nhiên chúng sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh ngươi. Diệp Huyên cười nói, nếu thực lực của ta mạnh rồi, có lẽ ta sẽ không cần chúng nữa. Cũng vì bây giờ ta yếu nên ta mới cần chúng giúp mà. Nhân linh. Diệp Huyên cười to, rời khỏi thế giới của nhân linh. Không thể không nói, lần này hắn có thu hoạch rất lớn, một khoản tài nguyên khổng lồ và vô số thần vật. Ngoài ra còn có một nhóm tay chân vô cùng mạnh nữa. Hắn bây giờ có thể nói là như mặt trời ban trưa. Đương nhiên Diệp Huyên vẫn cố gắng bảo mình phải bình tĩnh. Vì hắn thường không ngầu được quá 3 ngày, bây giờ hắn là thượng thần cảnh, có thể nói là vô địch trong thượng thần cảnh, còn có thêm một nhánh quân nữa. Nhưng việc tiếp xúc với nhân tộc khiến hắn cảm thấy, có lẽ không lâu nữa sẽ có kẻ thù mạnh hơn xuất hiện. Phải khiêm tốn. Để tránh bị vả vào mặt. Sau khi trở lại trung thế giới, Diệp Huyên phát hiện bây giờ trung thế giới đã thành lập thư viện, tiếp theo là việc thu nhận học viên và đạo sư. Sau khi Trương Sứ trở thành giới chủ của trung thế giới, ông ta thật sự rất chú tâm đến thư viện quan huyên của Diệp Huyên, không chỉ đích thân tuyển chọn đạo sư còn tự mình thu thập tất cả cổ tịch trong trung thế giới. Có thể nói việc xây dựng thư viện quan huyên đều do một tay Trương Sứ. Khiến Thanh Khâu thoải mái hơn rất nhiều. Ở một nơi nào đó, Diệp Huyên và Thanh Khâu chậm rãi bước đi, phía sau hai huynh muội chính là Trương Sứ. Thanh Khâu cười nói, ca ca, thư viện đã xây dựng xong. Nhưng bây giờ chúng ta có một vấn đề, đó chính là cả quá trình này, chúng ta xây dựng quá nhiều thư viện, bây giờ rất thiếu nhân công. Cho nên ta đề nghị chúng ta nên tạm dừng việc mở rộng quy mô, để các thư viện hiện tại hoàn thiện hơn, sau đó mới tiếp tục mở rộng. Diệp Huyên gật đầu, được. Khoảng thời gian này, họ đi quá nhanh, thu nạp quá nhiều thế giới, không nói tới những thế giới khác, tất cả vũ trụ lớn nhỏ mà trung thế giới quản lý đã có tận mấy trăm rồi. Thư viện quan huyên bây giờ thật sự quá thiếu nhân công. Thanh Khâu quay đầu nhìn Diệp Huyên, cười nói, ca ca, huynh thả ra kiếm ý nhân gian của huynh một lát xem. Diệp Huyên không hỏi nhiều, lập tức phóng thích kiếm ý nhân gian, mà lúc này, kiếm ý nhân gian của hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Thanh Khâu đột nhiên mở tay, kiếm Thanh Huyên bay vào tay nàng ấy, sau đó, nó lập tức rung lên, như đang nói gì đó. Thanh Khâu quan sát kiếm Thanh Huyên, sau đó cười nói, ca ca,
chữ, nhân, trên thân kiếm này ẩn chứa tín ngưỡng chi lực vô cùng vô tận, bây giờ huynh có thể sử dụng nó không? Diệp Huyên gật đầu, có thể sử dụng được một chút, nhưng không thể sử dụng hoàn toàn được. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, cái chữ này cũng giống như biển rộng vậy, huynh dựa vào nó chẳng khác nào đang tựa lưng vào biển khơi, có thể lấy được lượng nước vô hạn của nó, nhưng như thế vẫn chưa đủ, huynh nên nhảy vào biển khơi, để huynh và biển khơi hòa lại làm một. Diệp Huyên nhíu mày, hòa lại làm một với nó. Thanh Khâu gật đầu. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, hình như hiện tại cái chữ này vẫn không muốn nhận ta làm chủ nhân cho lắm. Bây giờ cái chữ này cũng chưa thật sự nhận hắn làm chủ nhân. Thanh Khâu hờ hững đáp, huynh để ta nói chuyện với nó một lát. Nhân Linh chợt lên tiếng, ta không nói, ta không nói. Thanh Khâu không thèm quan tâm lời của Nhân Linh, cầm lấy kiếm Thanh Huyên rồi biến mất. Diệp Huyên. Sắc mặt Thanh Khâu trở nên hơi kỳ lạ. Không lâu sau đó, Thanh Khâu lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Trương Sứ, Thanh Khâu cầm lấy chữ nhân kia, sau đó nói, bây giờ nó đồng ý rồi. Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sau đó nói, đây là... Thanh Khâu cười, nó rất dễ thương lượng, ta chỉ nói hai câu là nó đã đồng ý rồi. Trương Sứ nhìn Thanh Khâu, không nói gì. Diệp Huyên nhìn về phía Nhân Linh, người đồng ý nhận ta làm chủ sao? Nhân Linh do dự một lúc mới run rẩy nói, ta, đồng ý. Diệp Huyên nhíu mày, có phải ngươi không muốn không? Thanh Khâu nhìn Nhân Linh vội nói, ta đồng ý. Ta đồng ý, bây giờ ta lập tức nhận ngươi làm chủ nhân. Dứt lời, nó lập tức biến thành một tia sáng bay vào giữa chân mày Diệp Huyên. Oanh! Nhân Linh vừa mới nhận Diệp Huyên làm chủ nhân, con ngươi của Diệp Huyên chợt co lại. Hai tia sáng vàng bắn ra từ trong đôi mắt hắn. Ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa run rẩy dữ dội. Lúc này, tín ngưỡng chi lực vô cùng vô tận không ngừng bay ra từ trong người Diệp Huyên, tín ngưỡng chi lực mạnh mẽ tựa như núi lửa phun trào, cực kỳ đáng sợ. Nhìn thấy cảnh này, Trương Sứ tỏ vẻ sợ hãi, ông ta chưa từng thấy tín ngưỡng chi lực mạnh như thế bao giờ. Thanh Khâu đột nhiên mở lòng bàn tay, một tia kiếm quang đột nhiên bao phủ lấy Diệp Huyên, trong nháy mắt, tín ngưỡng chi lực kia bị trấn áp quay lại trong người Diệp Huyên. A! À. Diệp Huyên chợt hét to, khuôn mặt nhăn nhó. Thanh Khâu cất lời, ca ca, để những tín ngưỡng chi lực này dung hợp với kiếm ý nhân gian của huynh đi. Nghe vậy, Diệp Huyên vội thử, nhưng hắn phát hiện những tín ngưỡng chi lực kia hoàn toàn không dung hợp được với kiếm ý nhân gian của hắn. Thấy cảnh này, Thanh Khâu hơi nhíu mày, đang định lên tiếng thì Diệp Huyên đột nhiên hét lên, ta là vương của nhân tộc, bảo vệ nhân tộc ta, các ngươi tín ngưỡng ta sẽ bảo vệ nhân tộc suốt đời suốt kiếp. Vương của nhân tộc. Hoàn toàn không có chút phản ứng. Thanh Khâu chậm rãi siết chặt tay phải, đang muốn ra tay thì Diệp Huyên đột nhiên nói, tín ngưỡng ta, cũng giống như tín ngưỡng muội muội của ta. Diệp Huyên vừa dứt lời, Nhân Linh đột nhiên không ngừng run rẩy. Một khắc sau, vô số tín ngưỡng chi lực dung hợp với kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên, hai loại kiếm ý đều là chí thiện, vì thế chúng cũng không bài xích lẫn nhau. Ong! Một tiếng kiếm reo chấn động cả đất trời. Trong nháy mắt, kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên không ngừng dâng trào, chẳng những thế mà nó còn đang dần biến chất. Trương Sứ ở bên cạnh im lặng, trong lòng vô cùng cảm thán. Thì ra người ta tu luyện như thế, ông ta. Hay! Trương Sứ thầm thở dài, người so với người, đúng là khiến người ta tức chết. Dù là Diệp Huyên hay Thanh Khâu cũng đều tu luyện như gian lận, khiến những người tu luyện theo quy trình bình thường như ông ta phải làm sao. Kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên ngày càng mạnh hơn. Thanh Khâu đứng bên cạnh im lặng quan sát, như nhớ ra điều gì, nàng ấy đột nhiên quay đầu nhìn Trương Sứ, Trương Sứ vội vàng hành lễ, Thanh Khâu cô nương có gì muốn căn dặn ạ? Thanh Khâu ngẫm nghĩ. Sau đó nói, bây giờ ông là thượng thần cảnh tầng 2, đúng không? Trương Sứ cung kính nói, đúng thế. Thanh Khâu lắc đầu, cảnh giới quá thấp không tiện làm việc cho lắm. Dứt lời, nàng ấy đột nhiên mở lòng bàn tay, một tia kiếm quang bay vào giữa chân mày của Trương Sứ. Oanh! Người Trương Sứ không ngừng run rẩy, trong đầu có vô số tin tức tràn vào. Lúc này, Thanh Khâu cầm lấy nhẫn chứa đồ của Diệp Huyên. Sau đó lấy 3 tỷ trụ mạch ra đưa cho Trương Sứ,
đi vào tiểu tháp tu luyện, sử dụng cách tu luyện ta cho ông, muốn đạt tới chí thần có lẽ rất dễ dàng. Nghe vậy, Trương Sứ lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Thanh Khâu, run rẩy nói, đa tạ Thanh Khâu cô nương. Cái Thanh Khâu vừa cho ông ta chính là cách luyện thể, một cách luyện thể mà ông ta chưa từng thấy bao giờ. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, muốn cảm ơn thì phải cảm ơn ca ca của ta. Ông trung thành với huynh ấy, cũng rất chăm chỉ, cho nên thực lực của ông càng mạnh sẽ càng giúp ích được cho huynh ấy. Trương Sứ quỳ xuống dập đầu với Diệp Huyên, đa tạ thiếu chủ. Không thể không nói, lúc này Trương Sứ vừa hưng phấn vừa kích động, bây giờ ông ta không chỉ có cách luyện thể và tài nguyên, còn có chỗ tu luyện nghịch thiên như tiểu tháp, ông ta biết bản thân muốn đạt đến chí thần là một chuyện vô cùng đơn giản. Lúc này, ông ta chợt hiểu ra một đạo lý, giống như trong chuyện hiệp khách, lúc ngươi không thể trở thành nhân vật chính, thì hãy đi theo nhân vật chính. Diệp Huyên đang tu luyện, nên cũng không thể đáp lại lời cảm ơn của Trương Sứ. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, đi vào tiểu tháp tu luyện đi. Trương Sứ lại hành lễ một lần nữa, sau đó tiến vào trong tiểu tháp. Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên trước mắt, khẽ mỉm cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng, ca ca, đời này, ta muốn cùng huynh trưởng thành. Sau khi nuốt chửng và dung hợp tín ngưỡng chi lực trong nhân linh, kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên ngày càng mạnh hơn. Thời không xung quanh dần sôi trào, Thanh Khâu im lặng trông chừng ở bên cạnh, nàng ấy ngồi trước mặt Diệp Huyên, hai tay chống cằm nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng. Không biết đã bao lâu trôi qua, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt, trong mắt hắn có hai tia kiếm quang thoáng xuất hiện, trong nháy mắt, thời không trước mặt hắn đã bị hai tia kiếm quang này chém rách, nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Một lát sau, Diệp Huyên hít sâu một hơi rồi chậm rãi đứng dậy, vào khoảnh khắc hắn đứng dậy, thời không xung quanh lại trở nên hư ảo. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, ca ca, xong chưa? Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một tia kiếm ý màu vàng phóng lên cao. Vụt, thiên địa lập tức nứt ra, nhìn kiếm ý đi vào sâu trong tinh không, Diệp Huyên trầm tư. Kiếm ý nhân gian lột xác rồi, bây giờ, chỉ một tia kiếm ý của hắn đã có thể giết chết một cường giả chí thần cảnh vô cùng dễ dàng. Không hề nói quá một chút nào. Hơn nữa, kiếm ý của hắn còn có linh, chính là nhân linh kia. Bây giờ nhân linh đã trở thành linh của kiếm ý, có thể nói, kiếm ý của hắn đã có linh trí đặc thù của mình. Xét theo một góc độ nào đó, kiếm ý của hắn còn mạnh hơn chính hắn. Đương nhiên kiếm ý tồn tại nhờ hắn, không có hắn, nó cũng giống như bèo không dễ, không còn ý nghĩa gì cả. Lúc này, Thanh Khâu đi tới trước mặt Diệp Huyên, khẽ mỉm cười, chúc mừng ca ca. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, nhẹ giọng nói, ta vẫn chưa hoàn toàn hấp thu hết những tín ngưỡng chi lực kia. Tín ngưỡng chi lực của nhân tộc bị hắn cưỡng chế nuốt chửng và dung hợp, vì thế dù kiếm ý nhân gian của hắn trở nên mạnh hơn, nhưng hắn vẫn chưa thể thật sự nhận được tín ngưỡng chi lực, cũng giống như kiểu giết gà lấy trứng vậy. Nhưng hắn cũng đành chịu, nhân tộc tín ngưỡng những thánh hiền kia trước đây đều đã chết gần hết rồi. Hắn cũng không thể khiến những người đã chết kia sống lại tín ngưỡng mình được đúng không? Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên nhìn về phía Thanh Khâu, nhà đầu, ta thắc mắc một chuyện. Thanh Khâu gật đầu, huynh hỏi đi. Diệp Huyên trầm giọng nói, chắc chắn những thánh hiền này đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ, mà sở dĩ bọn họ mạnh mẽ như thế đều là vì tín ngưỡng chi lực của muôn vàn chúng sinh, nếu có một ngày bọn họ không còn những tín ngưỡng chi lực này, thì chẳng phải là... Thanh Khâu gật đầu, huynh nói đúng. Bọn họ dựa vào chúng sinh, nếu không có chúng sinh, bọn họ cũng không có tín ngưỡng chi lực, nếu không có tín ngưỡng chi lực, bọn họ chẳng khác nào bèo không dễ. Cho nên, huynh không thể quá lệ thuộc vào tín ngưỡng chi lực, huynh có thể sử dụng nó, nhưng không thể xem nó như tất cả. Diệp Huyên im lặng. Thanh Khâu cười nói, không cần lo lắng, huynh cứ tu luyện đi, sau khi tín ngưỡng chi lực của huynh đạt tới cấp bậc nhất định, ta sẽ cho huynh biết nên vượt qua nó như thế nào. Nghe vậy, Diệp Huyên nhìn về phía Thanh Khâu, nhà đầu, hình như muội biết rất nhiều chuyện. Thanh Khâu chớp mắt, đương nhiên, ta thích đọc sách lắm đấy. Diệp Huyên cười to, hắn nắm tay Thanh Khâu, sau đó nói, đi. Dứt lời, hắn dẫn theo Thanh Khâu xoay người rời đi. Sâu trong tinh không nào đó có một đại điện lơ lửng. Huyền các này quản lý mấy trăm vũ trụ, quyền thế ngút trời. Lúc này, có 9 người tập trung bên trong huyền các. Dẫn đầu là một ông lão này chính là các chủ hiện tại của huyền các Tô Minh. Tô Minh nhìn mọi người, sau đó nói gì đi. Mọi người im lặng,
Tô Minh lạnh nhạt cất lời, nguyên sư nói là, giết. Giết, nghe vậy, mọi người đều nhíu mày. Lúc này, một người đàn ông trung niên bước ra, sau đó trầm giọng nói, sao mà giết đây? Người này có huyết mạch phong ma của kiếm chủ, là thiếu chủ của Dương tộc ta, giết người này, chúng ta ăn nói thế nào với kiếm chủ đây? Những người còn lại cũng vội vàng gật đầu, bọn họ cũng không ngốc. Diệp Huyên này là thiếu chủ, thân phận đã được xác nhận, dưới tình huống đó còn muốn ra tay với Diệp Huyên, thì chẳng phải là dám phạm thượng sao? Sau khi giết phải ăn nói thế nào đây? Tô Minh vẫn bình tĩnh cất lời, nguyên sư nói phải giết. Nguyên sư, nghe vậy, mọi người im lặng. Lúc này, người đàn ông trung niên kia đột nhiên nói, vậy bảo ông ta đi mà giết. Những người còn lại cũng vội gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tô Minh lắc đầu, ta cũng muốn bảo ông ta đi mà giết, nhưng rõ ràng là ông ta không muốn tự mình ra tay. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, các chủ, chứng tỏ là ông ta muốn lợi dụng chúng ta, sau khi chúng ta giết thiếu chủ, ông ta sẽ hy sinh chúng ta để dẹp yên cơn giận của mọi người. Tô Minh khẽ thở dài, sao ta có thể không hiểu được. Nhưng chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác cả. Quan lớn một cấp đè chết người. Người đàn ông trung niên lắc đầu, các chủ, tuyệt đối không thể làm chuyện này được. Tô Minh nhìn ông ta, Lý Khâu, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác cả. Người đàn ông trung niên tên Lý Khâu khế nhíu mày, vì sao không còn sự lựa chọn nào khác cả. Tô Minh im lặng một lát rồi nói, vì đây là ý của đại tiểu thư. Lý Khâu tỏ vẻ ngạc nhiên, đây, nghe vậy, mọi người cũng tỏ vẻ ngạc nhiên và sửng sốt. Tô Minh khẽ thở dài, bây giờ chúng ta phải lựa chọn. Một là đứng về phía đại tiểu thư, hai là đứng về phía thiếu chủ Diệp Huyên, các ngươi chọn bên nào? Mọi người im lặng, chọn bên nào? Nếu bắt buộc phải chọn, thì đương nhiên là đại tiểu thư rồi. Ai không biết kiếm chủ yêu thương đại tiểu thư đến nhường nào? Tô Minh nói, chúng ta cũng có thể giả ngu, nhưng nếu thế, sau này chúng ta cũng sẽ bị xử lý sạch sẽ. Mọi người im lặng, Tô Minh đứng dậy, ông ta nhìn mọi người trong điện, mọi người lựa chọn thế nào? Nếu không muốn đứng về phía đại tiểu thư thì bây giờ có thể rời đi, ta chắc chắn không ngăn cản. Nhưng một khi rời khỏi nơi này, cũng tương đương với việc các ngươi chủ động rút khỏi Huyền Các, rút khỏi Dương tộc. Rút khỏi Huyền Các, rút khỏi Dương tộc. Sắc mặt mọi người đều khá khó coi. Sao bọn họ có thể cam lòng rút khỏi Huyền Các, rút khỏi Dương tộc được chứ? Phải biết rằng làm thế chẳng khác nào từ bỏ mọi thứ đang có được hiện tại, cũng xem như từ bỏ tương lai, không có sự giúp đỡ của Dương tộc. Sau khi ra ngoài bọn họ cũng giống như một tán tu vậy, không nhận được tài nguyên gì nữa cả. Lúc này, Tô Minh đột nhiên nói, nếu không ai đi thì chính là đã lựa chọn rồi, dứt lời, ánh mắt ông ta dần trở nên lạnh như băng, chuẩn bị đi, giết bằng một đòn. Sắc mặt những người trong điện dần trở nên nặng nề. Sau khi tan họp, Lý Khâu lặng lẽ rời khỏi Huyền Các, ông ta quyết định rút lui. Đương nhiên ông ta sẽ không nói rút lui vào khi nãy, rút lui trước mặt mọi người. Chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Có hai nguyên nhân khiến ông ta chọn rút lui, một là Diệp Huyên có huyết mạch phong ma, một thiếu chủ đã thức tỉnh huyết mạch phong ma, dù là con riêng chắc chắn cũng đã được kiếm chủ công nhận, những thuộc hạ như bọn họ sao có thể động vào. Thứ hai, nếu đại tiểu thư thật sự muốn giết Diệp Huyên, vậy vì sao nàng không phải hẳn một cường giả siêu cấp đến, mà lại muốn bọn họ ra tay? Theo ông ta thấy chuyện này rất không hợp lý. Rất nhiều lúc, liều một lần, có thể có được tất cả, nhưng cũng có thể mất đi tất cả. Đời người, không thể bước đi cầu thả được. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Khâu. Người đó chính là Tô Minh. Nhìn thấy Tô Minh, Lý Khâu lập tức xa sầm mặt. Tô Minh nhìn Lý Khâu, người muốn đi mật báo tin tức. Lý Khâu im lặng một lát rồi nói, các chủ, ngài không cảm thấy chuyện này rất lạ sao? Chuyện này, Tô Minh lắc đầu, nếu người phá hoại chuyện lớn của đại tiểu thư, tất cả mọi người của Huyền Các ta đều phải chết. Cho nên, ra đi thanh thản, nói xong, ông ta lập tức biến mất, sau đó, xung quanh xuất hiện một khí thế mạnh mẽ đáng sợ. Nhìn thấy cảnh này, con người của Lý Khâu co lại. Trung thế giới, trong một trạch viện nào đó, Diệp Huyên đang nằm trên ghế, cầm một quyển cổ tịch trong tay. Bên cạnh Diệp Huyên chính là hội trưởng phân hội của Tiên Bảo Các Lan Kình, vì lúc trước Lan Kình chủ động cho hắn vay 3 tỷ. Cho nên bây giờ ông ta là người có được nhiều lợi ích nhất, toàn bộ trung thế giới đều do Lan Kình phụ trách, có thể nói, ông ta là người có thế lực lớn nhất trong tất cả hội trưởng phân hội. Diệp Huyên đột nhiên buông cổ tịch trong tay xuống, sau đó cười nói, Huyền Các kia có động tĩnh gì không?
Lan Kình nói với giọng điệu nặng nề, thiếu chủ, hôm nay ta đến đây là vì chuyện này. Theo báo cáo của thám tử, có lẽ Huyền Cát sắp hành động rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Lan Kình, hành động nhằm vào ta à? Lan Kình gật đầu, Diệp Huyên cười khẽ, Lan Kình hơi do dự, sau đó nói, Diệp Thiếu, cậu không lo lắng sao? Diệp Huyên cười hỏi, lo lắng gì chứ? Lan Kình trầm giọng nói, vì sao bọn họ lại dám làm thế? Trực giác nói với ta chuyện này rất không bình thường. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ý ông lão đây có thể là ý của tỷ tỷ ta à? Lan Kình hơi do dự, sau đó gật đầu. Diệp Huyên lắc đầu, không phải ý của tỷ ấy. Lan Kình nhíu mày, vì sao? Diệp Huyên khẽ thở dài, ta và tỷ tỷ từng đồng sinh cộng tử. Nếu tỷ ấy thật sự muốn làm tộc trưởng Dương tộc thì hoàn toàn không cần phải giết ta, chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ để nàng làm, tuyệt đối không tranh giành với nàng. Thứ hai, phụ thân của ta còn sống. Dù tỷ tỷ có 100 lá gan, tỷ ấy cũng không dám làm ra chuyện giết đệ đệ mình. Nói đến đây, hắn nhếch môi, còn một lý do rất quan trọng nữa, đó là tỷ tỷ biết sự tồn tại của muội muội ta, ha ha. Thanh Nhi, hắn có thể cảm nhận được tỷ tỷ rất sợ Thanh Nhi. Giết hắn, tỷ tỷ có thể gài bẫy hắn, nhưng chắc chắn không dám giết hắn. Nghĩ thế, Diệp Huyên không khỏi lắc đầu cười khẽ, đúng là nực cười. Một đám người tự cho là đúng, ảo tưởng suy đoán tâm tư của tỷ tỷ. Lan Kình trầm giọng nói, nhưng thiếu chủ, cứ như thế mãi cũng không được, cậu phải liên lạc với cấp cao trong tổng bộ của Dương tộc, nếu không, bọn họ cứ luôn gây chuyện với câu, việc này. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, không cần. Lan Kình hơi khó hiểu, vì sao? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ung dung đáp ta, không sợ. Lúc này, Tiểu Tháp chợt lên tiếng, tiểu chủ, nguyên nhân thật sự là người không biết tổng bộ Dương tộc ở đâu đúng không? Diệp Huyên, tổng bộ Dương tộc, Diệp Huyên cạn lời, đừng nói. Hắn thật sự không biết. Đương nhiên, bây giờ hắn cũng không quan tâm lắm. Thật ra hắn không đánh giá cao Dương tộc lắm. Không có cha, thực lực của Dương tộc thật sự cũng không mạnh như vậy. Hắn muốn trở thành một người giống như cha và Thanh Nhi còn có đại ca nữa. Một người mạnh, vô địch toàn tộc. Lan Kình đột nhiên nói, Diệp Thiếu, cần liên lạc với các chủ không? Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, lắc đầu cười, không cần. Hắn của hiện tại, nếu muốn đánh nhau, chỉ cần đánh thức 12 vị chiến thánh ở trong thế giới nhân linh, những cường giả bình thường của Dương tộc tuyệt đối không phải đối thủ. Ngoài ra, thực lực bây giờ của hắn cũng vô cùng nghịch thiên. Mấy tên cường giả vây bên ngoài Dương tộc, hắn căn bản không để vào mắt. Lan Kình nghe thấy những lời Diệp Huyên nói, khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Đúng lúc này, Trương Sứ đột nhiên xuất hiện, khi nhìn thấy Trương Sứ, đồng tử mắt Lan Kình chợt co rụt lại Trương. Trương Huynh, Huynh. Chí thần, Trương Sứ hưng phấn nói, đúng vậy, Lan Kình như bị sét đánh, lập tức ngẩn người tại chỗ. Mới qua có bao lâu, Lan Kình cảm giác bản thân có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Lúc này, Trương Sứ đột nhiên hành lễ thật sâu với Diệp Huyên, thiếu chủ. Vẻ mặt vô cùng cung kính, ông ta biết, sở dĩ mình có thể tăng lên một tầng, đạt thẳng tới chí thần, tất cả đều là nhờ vào người đàn ông trước mặt. Diệp Huyên mỉm cười, cảm giác thế nào? Trương Sứ cười nói, tốt lắm. Diệp Huyên cười ha ha, chớ nên thỏa mãn với điều này, tương lai, ta còn cần ông giúp ta nhiều hơn, ông hiểu không? Nghe vậy, Trương Sứ lập tức kích động nói, thuộc hạ chết muôn lần cũng không chối từ. Diệp Huyên gật đầu, ông đi làm việc đi. Trương Sứ hành lễ thật sâu, sau đó lui xuống. Diệp Huyên nhìn về phía Lan Kình, tiếp tục chú ý Huyền Các. Lan Kình vội vàng nói, tuân mệnh. Nói xong, ông ta cũng lui xuống. Diệp Huyên cười nhẹ, cầm lấy sách cổ tiếp tục đọc. Hắn vẫn luôn suy nghĩ một chuyện, đó là chuyện trong nội bộ Dương tộc. Khi một gia tộc mạnh đến một mức độ nhất định, những người dưới trướng ít nhiều sẽ bành trướng, sau đó mất đi chính mình. Không thể nghi ngờ, nội bộ Dương tộc cũng đã xuất hiện vấn đề này. Phải nói là, vấn đề của nội bộ Dương tộc còn không hề nhỏ, nghĩ vậy, Diệp Huyên thấp giọng thở dài, xem ra, phải chỉnh đốn Dương tộc một chút rồi. Đúng lúc này, Thanh Khâu xuất hiện ở bên cạnh Diệp Huyên, cô bé mỉm cười, huynh, nơi này cơ bản đã ổn định, ta muốn đến nơi khác xem, bằng không, ta không yên tâm. Diệp Huyên, sau đó lấy kiếm Thanh Huyên ra đưa cho Thanh Khâu, kiếm này tốc độ nhanh, muội cầm dùng đi. Thanh Khâu chớp chớp mắt, không cần đâu. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? Thanh Khâu cười hì hì, xuyên qua thời không bị trở ngại không phải cái gì việc khó. Nói xong,
Cô bé trực tiếp biến mất, tại chỗ, Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó nói, vì sao ta ở trước mặt mấy người em gái này liền giống như một tên phế vật vậy? Là ảo giác sao? Tiểu Tháp đột nhiên nói, không phải ảo giác. Diệp Huyên, Bút Đại Đạo cũng nói, Diệp Thiếu, theo cậu lâu như vậy, ta phát hiện cậu có một ưu điểm. Diệp Huyên có chút tò mò, ưu điểm gì? Bút Đại Đạo nói, cậu rất tự mình biết mình. Mặt Diệp Huyên lập tức tối sầm xuống, gần đây Tháp và Bút này càng ngày càng đắc ý quá rồi. Đúng lúc này, Trương Sứ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, Trương Sứ trầm giọng nói, thiếu chủ. Diệp Huyên không trả lời, mà ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn nhăn mày, người của Huyền Các đến rồi sao? Trương Sứ gật đầu, đúng vậy. Huyền Các, Diệp Huyên híp mắt lại, trong đôi mắt hiện lên sát ý. Đám người này điên rồi sao? Thật là muốn đem bản thân vào chỗ chết, đầu óc đâu, đều không có đầu óc sao? Đúng lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời, khi ông lão này xuất hiện, một luồng uy áp vô hình bao trùm lấy toàn bộ chung thế giới. Chí thần cảnh, hơn nữa, còn không phải cường giả chí thần cảnh bình thường. Lúc này, Lan Kình xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, ông ta trầm giọng nói, Diệp Thiếu, người này là các chủ của Huyền Các tên Tô Minh. Thực lực có lẽ là chí thần cảnh đỉnh cao. Nói xong, ông ta nhìn thoáng qua sâu thẳm phía chân trời, sau đó lại nói, lần này, bọn họ đã đến ít nhất 12 vị cường giả chí thần cảnh. 12 vị chí thần. Nghe vậy, một bên sắc mặt Trương Sứ lập tức trầm xuống. Trước mắt mà nói, bên bọn họ chỉ có ông ta là chí thần. Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Minh, nhìn thấy Diệp Huyên, mặt Tô Minh không chút biểu cảm, Diệp Huyên cười nói, Tô các chủ, nói chuyện chút không? Tô Minh bình tĩnh nói, không biết các hạ muốn nói cái gì. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, là lão tỷ của ta đích thân nói với các ngươi rằng muốn giết chết ta sao? Tô Minh nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên cười nói, thật ra, ta thật sự cảm thấy, ngươi có thể thử hỏi phía trên, tìm biết một chút, xem tỷ tỷ của ta có phải thật sự muốn giết chết ta hay không? Ngươi thấy thế nào? Tô Minh trầm mặc một lát, sau đó nói, ý của phía trên chính là muốn giết chết người. Diệp Huyên nhíu mày, cấp trên của ngươi là ai? Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, nguyên sư. Diệp Huyên nói, ông ta ở dương tộc thuộc cấp bậc gì? Tô Minh trầm lặng, nguyên sư ở dương tộc thuộc loại cấp bậc gì, ông ta thực sự cũng không biết. Ông ta chỉ biết là, nguyên sư là cấp trên của ông ta, ngoài điều đó ra, ông ta cũng không biết nhiều về nguyên sư. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, người có thể trở thành các chủ, quản lý một phương, độ thông minh khẳng định là không thấp. Ta hỏi ngươi, nếu tỷ của ta thật sự muốn giết ta, sao tỷ ấy không trực tiếp phái người mạnh hơn đến? Mà lại để các người đến. Tô Minh lắc đầu, ý của phía trên chính là giết ngươi. Diệp Huyên nheo mắt, thực ra, ngươi cũng không chắc đây là ý của tỷ tỷ ta, đúng không? Tô Minh im lặng, ông ta đương nhiên không chắc chắn. Theo ông ta thấy, sợ rằng nguyên sư cũng không tiếp xúc được đến Dương Niệm Tuyết, cho nên, ông ta cũng rất nghi ngờ nguyên sư kia. Tô Minh thấp giọng thở dài, thiếu chủ, ta chỉ tò mò một chuyện, mong rằng được giải đáp. Diệp Huyên gật đầu, ngươi nói. Tô Minh nhìn thẳng vào Diệp Huyên, bọn họ nói người là con riêng là thật sao? Diệp Huyên cười nói, người nghĩ sao? Tô Minh trầm mặc một lát, sau đó nói, nếu ngươi không phải con riêng, vì sao là họ Diệp mà không phải họ Dương? Sắc mặt Diệp Huyên lập tức tối sầm. Tô Minh lại nói, mong thiếu chủ giải đáp nghi hoặc. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó cười nói, người biết nhiều về kiếm chủ của các ngươi không? Tô Minh lắc đầu, không nhiều lắm. Diệp Huyên mỉm cười. Vậy ngươi biết những chuyện trước đây của kiếm chủ các ngươi không? Tô Minh nhíu mày, một lát sau, đồng tử mắt ông ta chợt co rụt lại, nuôi thả. Nói xong, trước ánh mắt của tất cả mọi người, ông ta đột nhiên mềm nhũn hai chân, trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói, thuộc hạ các chủ Huyền Các Tô Minh bái kiến thiếu chủ. Mà ở phía sau ông ta, đám cường giả kiên trần trừ một lát, rồi cũng đều quỳ xuống hành lễ. Nuôi thả, giờ phút này Tô Minh hận không thể đập chết chính mình. Ông ta đích thực không biết nhiều về chuyện của kiếm chủ áo xanh, nhưng ông ta biết một điều, đó là kiếm chủ áo xanh từng được nuôi thả, bởi vì Dương tộc có ghi chép lại một vài sự việc kiếm chủ từng trải qua. Rất rõ ràng, Diệp Huyên cũng là được nuôi thả. Vì sao nuôi thả? Đổi cách nói khác, đó chính là đang bồi dưỡng. Nghĩ vậy, thân thể Tô Minh càng run rẩy hơn. Diệp Huyên nhìn Tô Minh quỳ trước mặt, không nói lời nào. Tô Minh thấy Diệp Huyên không nói lời nào, vội vàng nói, mong thiếu chủ thứ tội. Diệp Huyên mỉm cười, đứng lên đi.
Tô Minh cũng không dám đứng dậy. Diệp Huyên cười nói, đứng lên đi. Ta không trách các ngươi. Tô Minh hơi do dự, sau đó từ từ đứng dậy. Diệp Huyên cười nói, làm thế nào để liên lạc với nguyên sư kia? Tô Minh vội vàng nói, để ta liên lạc. Nói xong, ông ta mở lòng bàn tay ra, một lệnh bài trong tay phóng lên cao, bay thẳng về phía chân trời. Diệp Huyên nhìn về chỗ sâu trong nơi chân trời, rất nhanh, không gian nơi đó bắt đầu rung động, không bao lâu, nơi đó xuất hiện một hư ảnh. Nguyên sư, Diệp Huyên nhìn nguyên sư kia, cười nói, chính là ngươi nói tỷ của ta muốn giết ta. Nguyên sư không quan tâm Diệp Huyên, mà là nhìn về phía Tô Minh, đây là quyết định của ngươi. Tô Minh trầm giọng nói, nguyên sư, ta tin đại tiểu thư sẽ không làm chuyện vô tình vô nghĩa như vậy. Nguyên sư cười khẽ, thật thú vị, một các chủ nho nhỏ, cũng dám làm phản. Ai cho ngươi gan làm vậy? Vừa dứt lời, một luồng uy áp khủng bố thổi quét xuống từ phía chân trời. Cùng với luồng uy áp khủng bố này xuất hiện, sắc mặt mọi người ở đây lập tức biến đổi, chỉ một luồng uy áp, sợ là đã đủ để hủy diệt cả chung thế giới. Lúc này, trường sứ chắn trước mặt Diệp Huyên, ông ta chuẩn bị ra tay, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên phất tay áo, một đạo kiếm quang phóng lên cao. Kiếm quang kia trực tiếp ngăn luồng uy áp khủng bố kia lại, nhưng là, vẫn không chém vỡ. Diệp Huyên nhìn thấy một màn này, cau mày lại, hắn đột nhiên mở lòng bàn tay ra, kiếm ý phóng lên cao. Trong nháy mắt, luồng uy áp khủng bố phía chân trời lập tức bị chém tan, biến mất không chút dấu vết. Tô Minh ở một bên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt liền thay đổi, giờ phút này trong lòng ông ta là sự khiếp sợ, ông ta thật không ngờ, thực lực của Diệp Huyên lại mạnh như thế. Rất hiển nhiên, như những gì ông ta đoán, Diệp Huyên thật sự là được nuôi thả. Một đứa con riêng, làm sao có thể có thực lực khủng bố như vậy khi còn trẻ tuổi như thế? Phía chân trời, khi nguyên sư nhìn thấy kiếm ý của Diệp Huyên, gã hơi nhíu mày, kiếm ý này của ngươi. Diệp Huyên nhìn nguyên sư, không nói nhiều lời, hắn chợt cầm kiếm phóng lên cao. Phía chân trời, nguyên sư nhíu mày, đột nhiên đập một chưởng xuống. Uỳnh! Một dấu tay khổng lồ từ phía chân trời thổi quét xuống, lực lượng lớn mạnh nghiền nát hết thảy trời đất. Lúc này, kiếm của Diệp Huyên tới. Ầm ầm, một nổ vang động trời bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, một mảnh kiếm quang bùng nổ. Diệp Huyên trở lại chỗ cũ, hắn đang định ra tay tiếp, đúng lúc này, nguyên sư đột nhiên đánh một chưởng về phía bên phải. Ầm, thời không bên phải vỡ vụn, một đường hầm thời không xuất hiện, ngay sau đó, từng hơi thở khủng bố thổi quét ra từ đường hầm thời không kia. Trương Sứ nhìn thấy một màn này, đồng tử mắt chợt co rút lại, thiếu chủ, có rất nhiều cường giả khủng bố đang chạy đến đây, cường giả khủng bố. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày, cường giả dương tộc, mẹ nó, dương tộc này thật sự điên rồi sao? Chẳng lẽ thật sự đều là mấy người đầu lợn à? Hắn tốt xấu gì cũng là thiếu chủ dương tộc cơ mà. Hơn nữa, còn là thiếu chủ hàng thật giá thật, cho dù mình là con riêng, thì khẳng định cũng không phải người mà những thuộc hạ này có thể giết. Những người này làm việc cũng không mang não à. Trong tinh không, tại truyền tống trận kia, từng hơi thở càng ngày càng khủng bố. Lúc này, Tô Minh đột nhiên trầm giọng nói, bảo hộ thiếu chủ. Nói xong, ông ta và những cường giả kia lần lượt đến bên cạnh Diệp Huyên, bày thế trận sẵn sàng đón quân địch. Ông ta bây giờ đã lựa chọn đứng về phe Diệp Huyên. Bởi vì ông ta xác định, Diệp Huyên chắc chắn là được nuôi thả, mà không phải con riêng gì. Cho dù là con riêng, thì cũng là con riêng đã thức tỉnh huyết mạch phong ma. Đương nhiên, bây giờ ông ta đã không còn sự lựa chọn khác. Chỉ có thể lựa chọn Diệp Huyên, đi theo Diệp Huyên đến cùng. Phía chân trời, nguyên sư nhìn xuống Diệp Huyên, vẻ mặt lạnh như băng. Ha ha, đúng lúc này, trong đường truyền tống bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên truyền ra một tiếng cười to, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên vọt ra. Ầm ầm. Người đàn ông trung niên này xông ra, một hơi thở khủng bố đột nhiên thổi quét xuống từ phía chân trời, giống như muốn nghiền nát trời đất này vậy, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Phía dưới, Diệp Huyên bình tĩnh, mở lòng bàn tay ra, một đạo kiếm ý phóng lên cao. Luồng uy áp mạnh mẽ khủng bố kia bị kiếm ý nghiền nát trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, người đàn ông vừa xông ra kia nhíu mày lại, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, có chút thú vị. Lúc này, phía sau người đàn ông trung niên xuất hiện 12 người, hai người này đều là chí thần cảnh. Bên cạnh Diệp Huyên, Tô Minh trầm giọng nói, thiếu chủ, 12 người này không phải người của dương tộc. Không phải người dương tộc, Diệp Huyên nhìn về phía nguyên sư, cười.
cười khẽ, xem ra, gã ta đã tìm trợ giúp từ bên ngoài. Viện binh bên ngoài, Nguyên Sư trầm lặng không nói, gã quả thật là tìm viện trợ từ bên ngoài, bởi vì gã căn bản không dám để cường giả Dương tộc tới giết Diệp Huyên, những cường giả đỉnh cấp phía trên không dễ bị lừa, đối phương đến nhìn thấy Diệp Huyên, có thể không chỉ không giết, ngược lại có thể còn giúp Diệp Huyên. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đi tìm viện trợ bên ngoài, để người bên ngoài giết Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên bên cạnh Nguyên Sư nhìn đánh giá Diệp Huyên, sau đó cười nói, người chính là đứa con riêng của Dương tộc. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông trung niên cười nói, biết ta là ai không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Người đàn ông trung niên cười ha ha, lão tử là người của phái Cổ Ung, nghe qua chưa? Phái Cổ Ung, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Tô Minh trầm giọng nói, là một tông môn cổ xưa, chuyên làm chuyện cướp của giết người, giống kiểu lính đánh thuê. Lính đánh thuê Diệp Huyên cau mày, hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên, đột nhiên nhe răng cười, giết ngươi, là sẽ có một món tiền lớn, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ. Suy, thời không trước mặt Diệp Huyên vỡ ra, trong giây lát, Diệp Huyên độn ra vũ trụ hiện có, ngay sau đó, bốn tàn ảnh xuất hiện ở bốn phía quanh Diệp Huyên. Sát na vô địch, trong khoảnh khắc Diệp Huyên thi triển một kiếm này, đồng tử mắt người đàn ông trung niên chợt co rụt lại, ngươi. Không kịp nói lời nào, gã ta đột nhiên lật tay phải, đánh mạnh một chưởng xuống. Một lực lượng hủy thiên diệt địa lấy gã ta làm trung tâm, bùng nổ ra. Suy 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 suy. Bốn luồng kiếm quang đột nhiên đan xen nhau chém đến từ bốn phía quanh người đàn ông trung niên, trước ánh mắt của mọi người, người đàn ông trung niên kia trực tiếp bị phân thây thành nhiều đoạn. Giết trong nháy mắt, nơi đây bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Phía chân trời, Nguyên Sư kia nhìn thấy một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin, ngươi. Không thể không nói, giờ phút này gã thực sự ngớ người. Giết trong nháy mắt, người đàn ông trung niên kia cùng một cấp bậc với gã, thế mà, lại bị một kiếm giết trong nháy mắt như vậy. Những cường giả phái Cổ Ung đi cùng người đàn ông trung niên kia cũng đã ngây ra như phỗng. Một kiếm giết trong nháy mắt, mà bên Diệp Huyên, mọi người lại vui mừng không thôi. Đặc biệt là Tô Minh, giờ phút này ông ta vui mừng không ngớt, ông ta thật không ngờ, thực lực của Diệp Huyên thế nhưng lại mạnh như thế. Đồng thời lại có chút may mắn. Cũng may vừa rồi ông ta đầu hàng nhanh, bằng không, hiện tại sợ là đã chết không còn xác rồi. Lúc này, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Sư cầm đầu, cười khẽ chỉ vậy. Nguyên Sư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngay sau đó, gã đột nhiên trở nên hư ảo. Muốn chạy trốn. Diệp Huyên nhíu mày, mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên trong tay lập tức phóng lên cao. Suy, một luồng kiếm quang xé rách phía chân trời, chém thẳng đến Nguyên Sư, nhưng mà... Khi kiếm của Diệp Huyên đến trước mặt Nguyên Sư, gã đã biến mất không thấy. Chạy rồi, Diệp Huyên thấy vậy, lông mày nhất thời cau lại. Nếu cường giả cấp bậc này muốn chạy trốn, hắn cũng không làm gì được. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên xoay người nhìn về phía mấy cường giả phái Cổ Ung ở xa xa, bọn họ thấy Diệp Huyên nhìn lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Diệp Huyên mặt không chút biểu cảm, giết, giết, Diệp Huyên vừa dứt lời. Những cường giả phía sau Tô Minh lập tức phóng lên cao. Rất nhanh, đại chiến bắt đầu. Sau khi lão đại bị Diệp Huyên chém giết, khí thế của mấy cường giả phái Cổ Ung đã rớt xuống mức thấp, giờ phút này bọn họ căn bản không lòng dạ nào chiến đấu, bởi vậy, song phương mới vừa giao đấu, bọn họ đó đã bị đám người của Tô Minh nghiền áp. Không bao lâu, các cường giả phái Cổ Ung đều bị chém giết. Tô Minh đi đến trước mặt Diệp Huyên, cung kính nói, thiếu chủ. Diệp Huyên bình tĩnh nói, Nguyên Sư ở đâu? Tô Minh trong lòng cả kinh, vội vàng nói, gã ta ở Thương Vân Sơn giới. Diệp Huyên gật đầu, dẫn đường. Tô Minh cười khổ, thiếu chủ, ta cũng không biết Thương Vân Sơn giới này ở nơi nào. Diệp Huyên nhìn về phía Tô Minh, ông ta vội vàng nói, quả thật không biết. Diệp Huyên quay đầu nhìn Lan Kình, điều tra. Lan Kình cung kính hành lễ, tuân mệnh. Nói xong. Ông ta lặng lẽ lui xuống. Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt lại. Thương Vân Sơn giới. Lần này, hắn quyết định thanh lý đối phương trong một lần. Diệp Huyên cười khẽ, đến lúc đến tổng bộ của Dương tộc một chuyến rồi. Nghe vậy, Trương Sứ ở một bên nhất thời kích động. Đến tổng bộ Dương tộc. Đây là điều ông ta vẫn luôn mơ ước. Một bên Tô Minh liếc nhìn Diệp Huyên, trong lòng cũng là vui vẻ.
nếu bản thân theo Diệp Huyên về Dương tộc, vậy nghĩa là gì? Như vậy tương đương với là thân tín. Nghĩ vậy, Tô Minh nhếch miệng cười, giống một đóa hoa cúc. Không bao lâu, Lan Kình lại xuất hiện tại đây, Lan Kình hành lễ thật sâu, Diệp thiếu, đã tra ra địa chỉ. Có hơi xa. Diệp Huyên cười nói, không sao, đi thôi. Lan Kình khẽ gật đầu, sau đó vỗ tay, rất nhanh, một tàu vũ trụ rất lớn cắt qua phía chân trời, dừng vững vàng ở trước mặt đám người Diệp Huyên. Lan Kình cung kính nói, Diệp thiếu, đây là tàu trụ thần, có thể xuyên qua vô số tinh vực thời không, ngồi tàu này. Diệp Huyên gật đầu. Hắn chưa từng đến Thương Vân Sơn giới, bởi vậy, hắn không thể dùng kiếm Thanh Huyên trực tiếp xuyên đến Thương Vân Sơn giơ. Sau khi mọi người lên tàu trụ thần, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Trương Sứ, ông ta hơi do dự sau đó nói, thiếu chủ, hiện tại chung thế giới này đang cần người, thuộc hạ ở lại đây thôi. Tuy ông ta muốn đi theo Diệp Huyên, nhưng hiện tại Thanh Khâu không có ở chung thế giới, bởi vậy, ông ta chỉ có thể chủ động lựa chọn ở lại. Một thuộc hạ đủ tư cách, nhất định phải san sẻ nỗi lo với cấp trên. Diệp Huyên mỉm cười, không cần, ông đi theo ta đi. Nghe vậy, Trương Sứ mừng như điên, kích động nói, tuân mệnh. Ở lại chung thế giới này, tuy rằng có thể trở thành giới thần của chung thế giới, độc bá một phương, nhưng là, ông ta vẫn muốn đi theo Diệp Huyên đến Dương tộc. Đi theo Diệp Huyên, mới có sao trời biển rộng. Một lát sau, tàu trụ thần khởi động, trực tiếp hóa thành tàn ảnh biến mất ở xa xa cuối tinh không. Vũ trụ chư thần. Thanh Khâu về đến Tổng viện Thư viện Quan Huyên, mặc dù hiện tại Thư viện Quan Huyên đã mở thêm rất nhiều chỗ, nhưng Thư viện Quan Huyên ở vũ trụ chư thần này mới là Tổng viện. Thanh Khâu tìm thẳng đến Thư Hiền. Hiện tại Thư Hiền là người đứng đầu của Văn viện Thư viện Quan Huyên, quyền của ông ta rất lớn, chỉ dưới Thanh Khâu và Diệp Huyên. Nhưng, ông ta say mê đọc sách văn học, đối với cái này căn bản cũng không quan tâm. Thanh Khâu mỉm cười, sư phụ. Sư phụ. Thanh Khâu vẫn luôn rất tôn trọng Thư Hiền, cho dù là hiện tại, nàng ấy vẫn như trước rất tôn trọng ông lão trước mắt. Thư Hiền cười nói, nhà đầu, còn hiện tại. Nói xong, ông ta lắc đầu cười khổ. Ông ta cũng không ngốc, làm sao không nhìn ra sự biến hóa của Thanh Khâu. Có thể nói, gần như là thay đổi thành một người khác. Thanh Khâu mỉm cười, con mãi mãi là đệ tử của sư phụ. Thư Hiền ấm áp trong lòng, khẽ cười nói chuyện chính đi. Thanh Khâu gật đầu, hiện tại thư viện càng lúc càng lớn, hơn nữa, còn mở rất nhiều phân viện, còn đã không đủ nhân công dùng nữa rồi, muốn điều một vài người sư phụ bồi dưỡng đến phân viện, để bọn họ hỗ trợ chủ quản văn viện. Thư Hiền khẽ gật đầu, được, có rất nhiều người có thể dùng. Thanh Khâu cười nói, tốt quá. Thư Hiền đột nhiên nói, thiếu chủ hiện tại như thế nào? Thanh Khâu mỉm cười, tốt lắm, không ai có thể làm bị thương huynh ấy. Thư Hiền do dự một lát, sau đó nói, hiện tại thư viện càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, ta thật có chút lo lắng, lo ước nguyện ban đầu của thư viện bị biến chất, hay. Thanh Khâu gật đầu, con cũng hiểu điều sư phụ nói, yên tâm, chỉ cần có con ở đây, thư viện mãi mãi sẽ không biến chất. Thư Hiền nhìn thoáng qua Thanh Khâu, thấp giọng thở dài, nhà đầu, hiện tại con càng ngày càng làm ta nhìn không thấu rồi. Thanh Khâu cười nói, vậy sao? Thư Hiền gật đầu, nhưng ta biết, con vẫn là Thanh Khâu như trước đây. Thanh Khâu gật đầu, ở trước mặt sư phụ là vậy. Trước mặt sư phụ là vậy, Thư Hiền lắc đầu cười. Thầy trò nói chuyện một lát xong, Thanh Khâu rời khỏi đại điện, khi chuẩn bị rời đi, đột nhiên, nàng ấy quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, nơi đó một cô gái chậm rãi bước đến. Cô gái trông rất trẻ, chỉ chưa đến 20 tuổi, ôm một quyển sách cổ. Dường như nhận ra điều gì, cô gái xoay đầu nhìn về phía Thanh Khâu. Khi nhìn thấy Thanh Khâu, cô gái mỉm cười, Thanh Khâu cô nương, xin chào. Thanh Khâu cười nói, cô tên gì? Cô gái vuốt tóc mái bên tai, sau đó nói, Cổ Nhiễm. Cổ Nhiễm. Thanh Khâu liếc Cổ Nhiễm, mỉm cười đánh giá, sau đó quay lưng rời đi. Lúc này, Cổ Nhiễm đột nhiên nói, hiện giờ viện trưởng vẫn khỏe chứ? Thanh Khâu dừng bước, nàng ấy quay đầu nhìn về phía Cổ Nhiễm, cười đáp, rất tốt. Cổ Nhiễm gật đầu, tỏ vẻ đăm chiêu.
Thanh Khâu cười nói, cố lên. Nói rồi, nàng ấy quay người biến mất ở tít phía xa. Cổ Nhiễm nhìn chân trời đằng xa, ánh mắt lộ rõ vẻ hâm mộ, bởi vì Thanh Khâu có thể ở bên cạnh Diệp Huyên. Một lát sau, vẻ hâm mộ trong mắt Cổ Nhiễm biến thành kiên định. Chỉ có đủ mạnh thì mới có thể theo đuổi người đàn ông mình muốn. Một lát sau, Cổ Nhiễm quay người rời đi. Thương Vân Sơn Giới. Sau khi trở về Thương Vân Sơn Giới, Nguyên Sư lập tức đi vào Thương Điện tham kiến Giới Vương Vân Thương của Thương Vân Sơn Giới. Trong điện chỉ có hai người là Nguyên Sư và Vân Thương. Một lúc lâu sau, Vân Thương đặt quyển mật tấu trong tay xuống, nhìn về phía Nguyên Sư, muốn sống không? Nguyên Sư gật đầu thật mạnh. Gã biết mình đã gây ra phiền toái lớn rồi. Có lẽ Diệp Huyên không phải con riêng mà chính là thiếu chủ được nuôi thả, sát hại một thiếu chủ. Hơn nữa còn là thiếu chủ của Dương tộc. Nguyên Sư không dám nghĩ nhiều hơn nữa. Vẻ mặt Vân Thương vô cùng bình tĩnh, chủ động tới trấn hình thi. Nghe thấy vậy, đồng tử của Nguyên Sư lập tức co nhỏ, gã run giọng cất lời, Giới Vương. Vân Thương lắc đầu, người không có bất cứ cơ hội nào để trốn đâu, chủ động đến trấn hình thi nhận phạt đi. Nguyên Sư cười khổ, Giới Vương, nếu ta tới trấn hình thi thì còn đường sống không? Vân Thương bình tĩnh nói, nếu tới tổng thi, chắc chắn người không còn đường sống. Nguyên Sư nhíu mày, tới phân nhánh. Vân Thương gật đầu, lần này đi nghìn vạn dặm chính là phân nhánh của trấn hình thi, ta đã đánh tiếng trước với chủ sự của bên đó rồi, người tới thì y sẽ kết án, miễn cho người tội tử hình. Một khi trấn hình thi kết án thì ngay cả thiếu chủ cũng không có quyền can thiệp. Nếu thiếu chủ nhúng tay vào thì chẳng khác nào đang chất vấn trấn hình thi, khi đó, thiếu chủ và trấn hình thi sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Nghe vậy, Nguyên Sư lập tức phấn khởi hẳn. Trấn hình thi chính là một cơ cấu độc lập của Dương tộc, chỉ nghe lệnh của hai người duy nhất, một là kiếm chủ áo xanh, người còn lại chính là chủ mẫu Tô Thanh Thi. Ngoài hai người này ra, trấn hình thi có thể không nghe lệnh của bất cứ ai khác. Nguyên Sư hiểu ý của Giới Vương, nếu đến lúc đó Diệp Huyên vẫn muốn giết gã, vậy tức là muốn nhằm vào trấn hình thi, mà nhằm vào trấn hình thi thì chẳng khác nào muốn gây mâu thuẫn với chủ mẫu Tô Thanh Thi. Nghĩ tới đây, khóe miệng Nguyên Sư khẽ cong lên. Vân Thương nhẹ giọng nói, lúc không có cách nào giải quyết mâu thuẫn, vậy chúng ta liền di rời mâu thuẫn đó, để nó trở nên gay gắt hơn. Nguyên Sư cúi thấp người hành lễ, thuộc hạ bội phục. Vân Thương bình tĩnh nói, hắn sắp tới đây rồi, người đi đi. Nguyên Sư lại hành lễ thêm lần nữa, sau đó im lặng lui xuống. Vân Thương cầm lấy bản mật báo trước mặt, xem thêm một lát. Sau đó sắc mặt lão dần trở nên ngưng trọng. Cũng đúng lúc đó, Vân Thương đột nhiên đặt mật báo xuống, sau đó cất lời, hoan nghênh thiếu chủ. Giọng nói vang như sấm vọng ra cả bên ngoài. Ở chân trời phía xa, một nhóm người xuất hiện tại Thương Vân Sơn Giới. Chính là nhóm Diệp Huyên. Diệp Huyên đi đầu tiên, vừa xuất hiện thì vô số luồng thần thức cường đại đã vây đến chỗ hắn. Mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc. Hắn vung tay áo lên, một luồng kiếm ý bắn ra, trong giây lát, những thần thức xung quanh đều bị chém đứt. Lúc này, Vân Thương xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, lão ta hơi cúi người hành lễ, Vân Thương Giới Vương của Thương Vân Sơn Giới tham kiến thiếu chủ. Diệp Huyên nhìn Vân Thương, Nguyên Sư đâu? Vân Thương mỉm cười, thiếu chủ, kẻ đó phạm lỗi nên đã đến trấn hình ti nhận tội. Diệp Huyên im lặng nhìn Vân Thương. Một lát sau. Hắn đột nhiên bật cười, ta cho ngươi một cơ hội, trong vòng một nén nhang phải dẫn gã ra đây gặp ta. Vân Thương trầm giọng nói, thiếu chủ, Nguyên Sư đã ở trấn hình ti, ta không có quyền nhúng tay tới nơi đó. Diệp Huyên ngửa tay ra, kiếm Thanh Huyên đột nhiên rung mạnh, trong giây lát, Diệp Huyên đã thoát ra khỏi vũ trụ hiện hữu. Nhìn thấy vậy, đồng tử của Vân Thương bỗng nhiên co nhỏ tế trận. Trong chớp mắt, toàn bộ nội thành Thương Vân. Gần trăm vạn đột sáng phóng thẳng lên trời, cuối cùng giống như dòng sông hội tụ ở bên trong cơ thể Vân Thương. Cùng lúc đó, Vân Thương khẽ nắm chặt tay phải, chỉ chốc lát mà vô số sức mạnh tín ngưỡng đã hội tụ trong cánh tay phải của lão. Vân Thương gầm thét, sau đó đấm ra một quyền. Sau khi lão đấm ra một quyền, cả Thương Vân Sơn Giới lập tức rung chuyển, bắt đầu rạn nứt. Cả vùng vũ trụ rạn nứt. Lúc này,
bốn phía Vân Thương đột nhiên xuất hiện bốn cái bóng, tiếp theo đó bốn ánh kiếm giao thoa chém nhau ngay xung quanh. Xoẹt 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 xoẹt. Trong nháy mắt, vô số ánh sáng trắng mất hẳn. Lúc này, Diệp Huyên trở lại chỗ cũ, thu kiếm về. Rắc. Hiện trường đột nhiên vang lên một tiếng rạn nứt, tất cả mọi người nhìn thấy thân thể của Vân Thương trực tiếp vỡ vụn. Nhưng linh hồn vẫn còn đó. Phía trên linh hồn của lão ta là một cái chuông vàng lơ lửng, cũng chính nó đã che chắn cho linh hồn của lão ta trước trận pháp vừa nãy. Chứng kiến cảnh ấy, tất cả những người có mặt đều sợ đến mức ngây người. Vân Thương chính là cường giả với thực lực đáng sợ trên cả thượng thần, chính là một giới vương. Vậy mà lại bị một kiếm của thiếu chủ kia chém đến mức thân thể vỡ nát. Hơn nữa còn đang trong lúc Vân Thương khởi động trận pháp. Quá mức đáng sợ. Vân Thương nhìn Diệp Huyên ở đằng xa, đang muốn nói gì đó thì kiếm của Diệp Huyên lại đột nhiên biến mất. Thấy vậy, đồng tử của Vân Thương bỗng co nhỏ, lão nắm chặt tay phải, lại dồn sức đấm ra một quyền. Một luồng sức mạnh linh hồn khủng khiếp tràn ra, bao phủ khắp nơi. Mặc dù không có thân thể nhưng thực lực của Vân Thương vẫn khủng bố như cũ. Nhưng khi quyền kia của lão tiếp xúc với kiếm của Diệp Huyên, đồng tử của lão bỗng nhiên co cực nhỏ, lão muốn thu tay về nhưng đã không còn kịp nữa. Phập! Kiếm của Diệp Huyên đâm thẳng vào giữa trán Vân Thương. Ầm! Trong ánh mắt của tất cả mọi người, kiếm Thanh Huyên lập tức đóng đinh linh hồn của Vân Thương tại chỗ. Hoàn toàn tĩnh lặng, mất rồi. Đúng lúc này, một đám cường giả xuất hiện xung quanh Vân Thương, nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt đề phòng. Vân Thương nhìn Diệp Huyên ở đằng xa, ánh mắt ngập tràn vẻ khó tin, ngươi. Đây là kiếm kỹ gì? Diệp Huyên liếc Vân Thương, giết ta là chủ ý của nguyên sư, hay chủ ý của ngươi? Vân Thương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyên, im lặng. Diệp Huyên cười khẽ, ta ngốc thật, rõ ràng nguyên sư chính là thuộc hạ của ngươi, nếu không có mệnh lệnh của ngươi thì sao gã dám làm? Vừa dứt lời, hắn đột nhiên nắm chặt tay phải. Kiếm Thanh Huyên rung lên bần bật. Ầm. Dưới ánh nhìn chăm chú của cả đám người, linh hồn của Vân Thương đã bị kiếm Thanh Huyên hấp thu. Thần hồn cũng tiêu tán. Chứng kiến cảnh này, mồ hôi Tô Minh đứng sau lưng Diệp Huyên lập tức chảy ròng ròng. Má nó. Thiếu chủ này biến thái quá đi mất thôi. Vậy mà lúc trước y lại dám giết hắn. Bỗng nhiên, một lão giả của Thương Vân Sơn giới đột nhiên tức giận lên tiếng, thiếu chủ, cho dù giới vương phạm sau thì ngài cũng không có quyền giết giới vương, đáng ra nên giao quyền xử trí cho Trấn Hình Ti, ngài. Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía lão già, ta cứ không đấy. Lão già ngạc nhiên, ngài. Diệp Huyên liếc những cường giả có mặt, sau đó nói, nghĩ kỹ thì, hẳn là các ngươi cũng góp phần trong chuyện đi giết ta nhỉ. Nói rồi, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn lại đột nhiên rung mạnh. Chứng kiến cảnh này, lão già kia lập tức biến sắc, vội vàng nói, thiếu chủ. Ta không hề làm gì hết, tất cả đều do giới vương quyết định. Diệp Huyên mặt không cảm xúc, cũng chẳng nói bất cứ câu nào. Lúc này, trường sứ ở một bên bỗng tức giận cất lời, vậy mà còn không quỳ xuống. Quỳ xuống. Lão già thoạt tiên ngẩn người, sau đó vội vàng quỳ xuống, đám cường giả sau lưng ông ta cũng lục tục quỳ xuống theo. Tất cả mọi người cùng thần phục. Diệp Huyên liếc bọn họ, sau đó quay đầu nhìn trương sứ, từ giờ trở đi, ngươi chính là giới vương của giới này, tiếp quản toàn bộ nơi đây. Nghe thấy vậy, trương sứ thoáng ngẩn ra, sau đó vội vàng đáp tuân lệnh. Diệp Huyên đột nhiên hỏi tiếp, đến Trấn Hình Ti kiểu gì? Lão già trước mặt Diệp Huyên thoáng do dự giây lát, sau đó nói, lần này đi ngàn vạn dặm về phía bắc. Diệp Huyên gật đầu, tới Trấn Hình Ti. Lão già vội nói, thiếu chủ, thuộc hạ có câu này, không biết thiếu chủ có bằng lòng nghe hay không? Diệp Huyên cười nói, người nói đi. Lão già trầm giọng, thiếu chủ, Trấn Hình Ti là một cơ cấu độc lập với các bộ phận lớn khác, hơn nữa, bọn họ chỉ nghe lệnh của Tô chủ mẫu và kiếm chủ, đến cả đại tiểu thư cũng không có quyền can thiệp vào Trấn Hình Ti. Bởi vậy, nếu thiếu chủ đi Trấn Hình Ti thì có lẽ sẽ nảy sinh mâu thuẫn với bọn họ, một khi có mâu thuẫn. Nói tới đây, ông ta bỗng ngừng lại. Diệp Huyên khẽ cười, người sợ ta sẽ nảy sinh mâu thuẫn với dì Tô sao? Lão già gật đầu.
Tô chủ mẫu. Ở Dương tộc, bà ta chẳng khác nào thần linh, có thể nói rằng địa vị của Tô chủ mẫu tại Dương tộc còn vượt xa cả vị kiếm chủ áo xanh. Hơn nữa, có thể nói rằng cả Dương tộc này là do Tô chủ mẫu sáng lập ra, đây cũng là lý do khiến rất nhiều người ủng hộ Dương Niệm Tuyết tới vậy. Nếu Diệp Huyên và Trấn Hình Ti nảy sinh mâu thuẫn, vậy thì cũng tức là mâu thuẫn với Tô chủ mẫu. Diệp Huyên đột nhiên bật cười khẽ, ta rất kính trọng dì Tô, cũng tin rằng không phải dì ấy sai thuộc hạ nhằm vào ta, thế nhưng... Nói rồi, hắn lắc đầu cười, ta không nhằm vào bất cứ ai, chỉ biết rằng, kẻ nào muốn ta chết thì ta nhất định bắt kẻ đó chết, không có ngoại lệ. Lão già cười khổ. Diệp Huyên mỉm cười, nhưng sau đó lại xoay người biến mất trong tinh không thẳm sâu. Thấy vậy, Trương Sứ vội vàng đi theo. Ông ta không quan tâm Diệp Huyên muốn đối phó ai, chỉ biết rằng mình cứ theo sát Diệp Huyên là đủ. Thấy Trương Sứ đi theo, Tô Minh cũng do dự giây lát rồi khẽ cắn răng, sau đó cũng lập tức đi theo. Dù sao cũng đã không còn đường lui nữa. Hiện giờ chỉ có đi theo Diệp Huyên thì mới có tương lai. Ở chỗ cũ, lão già kia thoáng do dự một lát. Lúc này, một người đột nhiên nói, lão Cốc, chúng ta có đi theo luôn không? Lão Cốc trầm mặc một lát rồi lắc đầu, không. Người kia trầm giọng nói, hiện giờ là thời điểm tốt nhất để chúng ta thể hiện lòng trung thành, nếu đánh mất cơ hội này. Lão Cốc trầm giọng đáp, thiếu chủ này quá cứng nhắc. Không biết thế nào là ẩn nhẫn, hắn cứng đối cứng với Tô chủ mẫu như thế thì sẽ không thu được trái ngọt gì đâu. Sau đó, ông ta nhìn về chân trời phía xa, khẽ nói tiếp, vị thiếu chủ này đã bỏ qua một điểm, hắn là thiếu chủ Dương tộc. Mà Dương tộc lại thuộc quyền Tô chủ mẫu. Có thể nói rằng, chỉ cần một câu nói của Tô chủ mẫu thì thân phận thiếu chủ của hắn sẽ lập tức biến mất. Khi không còn thân phận này thì hắn lại là thứ gì chứ? Rồi ông ta lắc đầu, chẳng là thứ gì hết. Chẳng là thứ gì hết. Người đứng cạnh lão già chìm vào im lặng. Quả thật Diệp Huyên quá mức yêu nghiệt, thực lực cũng vô cùng khủng bố, nhưng nếu không phải thế tử của Dương tộc thì khi đứng trước Dương tộc, hắn được coi là gì? Giống những gì lão Cốc nói, chẳng là thứ gì hết. Lão Cốc lại tiếp tục thở dài, vừa nãy ta đề nghị cậu ta như vậy là muốn thử xem thiếu chủ này có biết nhìn toàn cục hay không, đáng tiếc. Nói rồi, ông ta lắc đầu, chẳng qua chỉ là một thiếu niên quá nhiệt huyết, chỉ biết tỏ rõ sức mạnh. Ai? Nói tới đây, trong mắt ông ta thoáng lóe lên vẻ thất vọng, nhìn mà xem, lần này cậu ta tới Trấn Hình Ti kiểu gì cũng sẽ gặp họa. Kết quả cuối cùng chính là khó mà giữ nổi địa vị thiếu chủ, thậm chí còn bị trục xuất khỏi Dương tộc. Ở trong tinh không thăm thẳm, Tô Minh thoáng do dự, sau đó nói, thiếu chủ, có vẻ Trấn Hình Ti kia không đơn giản chút nào. Diệp Huyên cười hỏi, sao mà không đơn giản? Tô Minh trầm giọng đáp, quản lý hình phạt của cả Dương tộc, độc lập với các bộ phận khác, chỉ nghe lệnh của Tô chủ mẫu. Có lẽ bọn họ sẽ không nể nang thiếu chủ đâu. Diệp Huyên chớp mắt, ta đâu cần bọn họ nể nang. Tô Minh trầm mặc. Lúc này ông ta có hơi luống cuồng. Rốt cuộc vị thiếu chủ này muốn làm gì? Muốn đánh đổ Dương tộc ư? Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh trên người Tô Minh chảy ròng ròng. Thực lòng mà nói hiện giờ ông ta đã có suy nghĩ bỏ chạy, bởi vì ông ta nhận ra vị thiếu chủ trước mắt đúng là muốn đánh đổ tất thảy thật. Trương Sứ vẫn cung kính đứng bên cạnh Diệp Huyên. Ông ta không hề luống cuống chút nào. Dù sao ông ta cũng đã đặt hết tương lai của mình vào Diệp Huyên, hoặc là cả đời vinh hoa phú quý, cũng có thể là người chết đạo tan. Ông ta không hối hận. Vì đây là sự lựa chọn của ông ta. Một lát sau, nhóm Diệp Huyên cuối cùng cũng tới Trấn Hình Ti. Trấn Hình Ti tọa lạc tại một ngọn núi cao, nơi này vô cùng âm u, hệt như một tòa điện quỷ, vừa nhìn vào đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Vừa nhìn thấy Trấn Hình Ti, sắc mặt Tô Minh đứng một bên nhất thời trở nên căng thẳng, thật ra ông ta chỉ từng nghe nhắc đến Trấn Hình Ti chứ chưa từng tiếp xúc, bởi vì cấp bậc của ông ta quá thấp. Trong Dương tộc, Trấn Hình Ti vô cùng thần bí, có thể nói là mật vệ của thiên tử, có đặc quyền được tiền trảm hậu tấu. Diệp Huyên mỉm cười nhìn xuống Trấn Hình Ti bên dưới, sau đó mở tay ra, một ánh kiếm đột nhiên phóng thẳng lên tận trời. Ong! Tiếng kiếm réo vang chấn động đất trời. Nhưng Trấn Hình Ti bên dưới vẫn không hề có bất cứ phản ứng gì hết. Nhìn thấy vậy,
Sắc mặt của Trương Sứ đứng một bên lập tức trầm xuống, thiếu chủ, cứ xông thẳng vào luôn. Chắc chắn Trấn Hình Ti biết việc nhóm người Diệp Huyên tới đây, nhưng lại không có bất cứ động thái gì, lời giải thích duy nhất cho chuyện này chính là đối phương đang muốn ra oai phủ đầu với Diệp Huyên. Thiếu chủ ư? Trấn Hình Ti chỉ chịu quản lý của Tô chủ mẫu. Nghe thấy lời Trương Sứ nói, Diệp Huyên liền bật cười, sau đó hắn ngửa tay ra, kiếm Thanh Huyên liền xuất hiện bên trên. Còn hắn thì nhìn xuống Trấn Hình Ti bên dưới, Diệp Huyên ta không phải người bất chấp lý lẽ, ta và Trấn Hình Ti không thù không oán, quả thật không muốn tạo sát nghiệt. Hôm nay tới đây chỉ vì một mình Nguyên Sư. Trấn Hình Ti bên dưới không có bất cứ lời đáp nào. Khóe miệng Diệp Huyên khẽ cong lên thành nụ cười có phần hung dữ, đồng tử của hắn nhanh chóng đỏ au như máu, trong giây lát, một luồng sức mạnh huyết mạch đáng sợ đã phóng thẳng lên trời cao, cả tinh không dường như trở thành một biển máu. Vô cùng đáng sợ. Huyết mạch phong ma. Ở một bên, đám người Tô Minh lập tức biến sắc. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt nhóm Diệp Huyên. Lão ta nhìn Diệp Huyên, trong mắt mang theo vẻ đề phòng. Huyết mạch phong ma, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên cười to, đừng phí lời nữa. Vừa dứt câu, hắn đã biến mất khỏi vị trí đang đứng. Phụt. Trong ánh mắt của tất cả mọi người. Đồng tử của lão già kia bỗng nhiên co nhỏ, ông ta còn chưa kịp phản ứng thì đầu lâu đã bị bay phụt ra ngoài, kèm theo đó là cột máu phun trào. Diệp Huyên không hề thừa lời, lao thẳng xuống Trấn Hình Ti bên dưới, cùng lúc đó, sát ý và lệ khí ngút trời nhanh chóng bao phủ cả Trấn Hình Ti. Dưới sự bao phủ của sát ý và lệ khí, nhóm cường giả của Trấn Hình Ti nhanh chóng biến sắc. Lão già trước mặt Diệp Huyên vội vàng nói, thiếu chủ. Trấn Hình Ti bọn ta là cơ quan độc lập, chỉ nghe lệnh của kiếm chủ và Tô chủ mẫu, ngươi. Diệp Huyên lại một lần nữa biến mất khỏi vị trí đang đứng. Lần này hắn cũng sử dụng sát na vô địch mà thúc giục tất thảy kiếm ý nơi đây. Sau khi dung hợp sức mạnh tín ngưỡng của nhân linh, kiếm ý của hắn đã đạt tới một trình độ cực khủng, nhưng hắn vẫn chưa từng thử nghiệm xem uy lực của nó rốt cuộc mạnh đến đâu. Giờ phút này, hắn liền bộc lộ kiếm ý nhân gian tới mức cực hạn. Không những thế, có thêm sức mạnh huyết lực, kiếm ý nhân gian của hắn còn trở nên đáng sợ hơn cả. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên rút kiếm, trong lòng lão già kia hoảng hốt rõ rệt, đứng trước chiêu kiếm đáng sợ của Diệp Huyên, lão ta không dám coi nhẹ hay chủ quan, cũng không hề tránh né, bởi vì tốc độ chiêu kiếm kia quá nhanh, lão ta không thể né được. Lão già đột nhiên lao về phía trước, rất nhiều bóng ảnh đan chồng vào nhau, cùng lúc đó, không gian bốn phía bị phá nứt. Xoẹt. Một tia sáng màu đen đón đầu lấy nhát kiếm đáng sợ của Diệp Huyên. Ầm. Kiếm quang đột nhiên vỡ vụn, những bóng dáng kia biến mất, cùng lúc đó, lão già kia lùi nhanh lại cả mấy vạn trượng. Lúc lão ta vừa dừng lại thì một bóng dáng đã xuất hiện ngay sau lưng lão, đó chính là Diệp Huyên, chẳng biết hắn đã cắm thẳng mũi kiếm vào giữa trán lão già kia từ lúc nào. Mũi kiếm đó chính là kiếm Thanh Huyên. Cứ thế giết chết lão già chỉ trong một chiêu. Nhìn thấy vậy, trong lòng Trương Sứ ở một bên kinh ngạc vạn phần, ông ta bỗng nhận ra thực lực của Diệp Huyên lại mạnh hơn trước. Vượt ngoài lẽ thường. Sắc mặt Tô Minh cũng vô cùng nặng nề, thực lực của Diệp Huyên quả thật quá đáng sợ, lão già kia đã đạt đến thần cảnh, vậy mà Diệp Huyên bảo giết là giết ngay được, dễ dàng chẳng khác nào giết một con gà. Quá đáng sợ. Giờ phút này, ông ta càng kiên định với suy nghĩ của bản thân. Đó là vị thiếu chủ trước mặt do chính tay kiếm chủ đích thân bồi dưỡng. Nghĩ tới đây, nỗi hoang mang khi trước của ông ta đã giảm đi nhiều. Ở nơi xa, lão già sau lưng Diệp Huyên trợn trừng mắt, ánh nhìn ngập tràn vẻ khó mà tin nổi, lão ta không ngờ bản thân lại bị giết trong chớp mắt như thế. Nhận ra linh hồn của mình đang nhanh chóng tan biến, lão ta vội vàng lên tiếng, thiếu chủ, người không thể làm vậy được, người. Lúc này, kiếm Thanh Huyên bỗng rung bần bật, hấp thu hoàn toàn linh hồn của lão ta. Đến cả thần hồn cũng tan biến. Trương Sứ đứng một bên lắc đầu thở dài. Trí thông minh của lão già này đúng là đáng lo ngại. Lúc này nếu như nhanh nhạy quỳ xuống xin tha thì chưa biết chừng còn có thể giữ lại mạng. Ông ta hiểu tính cách của Diệp Huyên, vị thiếu chủ này chỉ ưa những lời mềm mỏng, miễn là ngươi có thái độ đúng mực, đừng cố ý chọc giận hắn thì hắn cũng đối xử nhẹ nhàng với ngươi. Diệp Huyên đối xử vô cùng hào phóng với người của mình. Ở nơi xa,
Diệp Huyên ngửa lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên quay trở về trong tay hắn. Sau đó, hắn nhìn xuống chấn hình ti bên dưới, vào lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta mặc một bộ trường bào màu đen, vẻ mặt lạnh lùng, trong tay lăm lăm một cây trường thương. Cùng lúc đó, xung quanh xuất hiện vô số khí tức cường đại, tất thảy đều muốn khóa chặt Diệp Huyên tại chỗ. Nhìn thấy vậy, trường sứ ở đằng xa liền khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy lo ngại thay đám người kia. Sao bọn họ lại có thể ngu ngốc tới mức độ này cơ chứ? Vậy mà vẫn không nhìn rõ tình hình hiện tại. Vị thiếu chủ trước mặt quá khủng bố, cậu ta yêu nghiệt và đáng sợ tới mức đó, ắt hẳn là do kiếm chủ đích thân bồi dưỡng mà ra. Mà hiện giờ, đám nhóc kia còn dám nhằm vào Diệp Huyên theo cái kiểu đó, lẽ nào thật sự muốn giết Diệp Huyên ư? Thế nhưng nếu giết được rồi thì sao đây? Theo trương sứ thấy, lúc này bọn họ nên tranh thủ thời gian mà đầu hàng mới đúng đắn. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt không lộ cảm xúc, đang định lên tiếng thì Diệp Huyên đã đột nhiên chém ra một kiếm. Người đàn ông trung niên hơi híp mắt, tay phải khẽ rung, trường thương trong tay đâm thẳng ra. Xoẹt! Không gian trước mặt người đàn ông trung niên bị xé rách, mũi thương va chạm với thân kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên với thế sét đánh. Ầm! Thương và kiếm vừa chạm nhau, đồng tử của người đàn ông trung niên đã co nhỏ, bởi vì ông ta nhận ra trường thương trong tay mình đã nứt. Ngay sau đó, một ánh kiếm đã đi tới trước trán ông ta, vậy mà lúc này đây, vẻ mặt của người đàn ông trung niên lại bình tĩnh đến lạ. Xoẹt! Diệp Huyên đâm ra một kiếm, nhưng lại đâm thẳng vào không khí, bởi vì người đàn ông trung niên đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Diệp Huyên đột nhiên quay người, chém xuống một nhát kiếm. Ầm! Một luồng sức mạnh khủng khiếp bỗng nhiên bộc phát, ở phía trước Diệp Huyên có một tàn ảnh nhanh chóng lùi lại cả vạn trượng. Bóng dáng đó chính là người đàn ông trung niên kia. Sau khi dừng lại được, người đàn ông trung niên đột nhiên biến sắc, bởi vì ánh kiếm màu đỏ máu đã chém thẳng từ trên đỉnh đầu ông ta xuống. Người đàn ông trung niên gầm thét, động thủ. Động thủ. Lời vừa dứt, mười mấy luồng khí tức khủng khiếp liền xông thẳng về phía Diệp Huyên. Lúc này, trường sứ ở đằng xa đột nhiên gằn giọng, giết. Sau đó ông ta và nhóm người Tô Minh bên cạnh đồng thời xông ra. Vào khoảnh khắc kiếm của Diệp Huyên hạ xuống, người đàn ông trung niên lập tức bị chiêu kiếm chém bay đến mấy vạn trượng, lúc dừng lại được thì thân thể đã vỡ vụn, chỉ còn lại mỗi linh hồn. Vậy mà Diệp Huyên còn chém thêm một kiếm nữa tới. Lúc nhìn thấy kiếm chém về phía mình, đồng tử của người đàn ông trung niên co nhỏ tựa như cây kim, giờ phút này, ông ta đã từ bỏ việc chống cự. Bởi vì tự hiểu được bản thân trong trạng thái linh hồn hiện giờ không thể nào ngăn được nhát kiếm đáng sợ này của Diệp Huyên. Phập! Không hề bất ngờ, kiếm của Diệp Huyên đã xuyên thẳng qua giữa trán người đàn ông trung niên, cố định linh hồn của ông ta tại chỗ. Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt người đàn ông trung niên, hắn đang định ra tay thì bỗng nhiên có một luồng khí tức mạnh mẽ bất ngờ vọt lên từ trong chấn hình ti bên dưới, uy áp cường đại ập về phía Diệp Huyên. Giờ phút này, cả tinh không lập tức sôi trào, vô số thời không tịch diệt. Chứng kiến cảnh đó, trương sứ ở đằng xa đột nhiên hét to, thiếu chủ cẩn thận. Diệp Huyên quay người, ngửa lòng bàn tay ra, chỉ chớp mắt mà vô số kiếm ý nhân gian đã tuôn trào, chặn lại hết thảy những khí tức khủng khiếp kia. Lúc này, người đàn ông trung niên bên cạnh Diệp Huyên bỗng run giọng cất lời, chủ sự. Cứu ta với, ta. Diệp Huyên đột nhiên xoay tay chém một nhát. Linh hồn của người đàn ông trung niên lập tức tiêu tán. Người đàn ông trung niên. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông trung niên đằng xa, sau đó nhếch môi cười, nào. Các ngươi có thể gọi tổ tông rồi đấy. Đám người. Gọi tổ tông. Sắc mặt đám người trương sứ vô cùng cổ quái. Gọi cha ra đánh con trai. Sợ là chấn hình ti không có gan này. Chủ sự chấn hình ti nhìn chằm chằm Diệp Huyên, chấn hình ti ta là cơ cấu độc lập, bọn ta. Láo xược. Lúc này, trương sứ bên cạnh đột nhiên tức giận nói, cho dù địa vị của chấn hình ti ngươi siêu nhiên, nhưng chẳng lẽ có thể siêu nhiên hơn thiếu chủ? Các ngươi là cái thá gì? Các ngươi chỉ là thuộc hạ của Dương gia, mà thiếu chủ là chủ nhân của Dương tộc, sao nào, các ngươi muốn ngự trị trên đầu chủ nhân? Chủ sự chấn hình ti thoáng nhìn trương sứ, bọn ta chỉ nghe lệnh tô chủ mẫu,
cho dù là thiếu chủ cũng không có quyền can thiệp vào trấn hình ti ta. Trương Sứ gật đầu, nếu vậy thì các ngươi đối đầu với thiếu chủ đi. Chủ sự trấn hình ti nhíu mày, đúng lúc này, cơ thể Diệp Huyên nơi xa bỗng dần mờ đi, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt chủ sự trấn hình ti lập tức thay đổi, trong mắt hắn ta lóe vẻ dữ tợn, giàn trận. Giàn trận. Đối mặt với Diệp Huyên, hắn ta tuyệt đối không dám chủ quan. Vừa rồi Diệp Huyên giết ông lão kia thật sự quá dễ dàng. Chủ sự trấn hình ti vừa dứt lời, đột nhiên có bốn cột sáng đen từ bên dưới trấn hình ti phóng lên tận trời, ngay sau đó, một trận pháp hình tròn màu đen lặng lẽ xuất hiện trên đỉnh đầu chủ sự, tiếp đó, những luồng lôi điện màu đen khủng bố đánh xuống, cuối cùng, những luồng lôi điện màu đen này hội tụ thành thần lôi dài đến vạn trượng. Quỳnh! Giây phút này, toàn bộ tinh không đều sôi trào. Nơi xa, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra. Kiếm Thanh Huyên trong tay đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên tận trời. Hắn không thi triển sát na vô địch. Hắn muốn xem thử, dưới tình huống không thi triển sát na vô địch, hắn có thể dễ dàng giết chết những cao thủ chí thần cảnh này hay không. Khi kiếm Thanh Huyên phóng lên tận trời, thương khung trực tiếp bị xé rách. Quỳnh! Kiếm quang đột nhiên chém lên trên thần lôi kia. Ầm ầm, toàn bộ tinh không bị chôn vùi. Thần lôi kia về ra nhưng cũng không hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên đang định ra tay lần nữa, đúng lúc này, chủ sự kia bỗng nhiên biến mất, sau đó một tàn ảnh xé không bay qua. Nơi xa, Diệp Huyên nhíu mày, hắn phất tay áo, một vùng kiếm ý chấn động ra ngoài. Ầm ầm. Chủ sự kia cứ thế mà bị kiếm ý chém lui. Trong lòng chủ sự thầm giật mình, đây là kiếm ý gì? Diệp Huyên không một lời thừa thãi. Hắn dứt khoát biến mất, ngay sau đó, vô số luồng kiếm quang chém về phía chủ sự kia. Trong mắt chủ sự lóe vẻ tàn ác, hắn ta gần giọng nói, trận. Quỳnh. Đột nhiên, một sợi xích sắt đỏ như máu từ trong trấn hình ti bắn ra phóng lên tận trời, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã xông đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhíu mày, giơ tay chém xuống một kiếm. Ầm ầm. Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyên bị đẩy lui ra ngoài vạn trượng. Mà sợi xích sắt đỏ như máu lại không hề sứt mẻ. Bởi vì không phải kiếm Thanh Huyên nên một kiếm này của hắn cũng không chém vỡ được sợi xích sắt, mà lúc này, kiếm Thanh Huyên của hắn đã bị thần lôi kia ngăn cản. Đúng lúc này, sợi xích sắt đỏ như máu bỗng hóa thành một luồng huyết quang xông về phía Diệp Huyên. Vèo! Thời không trước mặt Diệp Huyên nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Tay phải Diệp Huyên đột nhiên nâng lên, chân trời. Nhân linh trong kiếm Thanh Huyên chấn động kịch liệt, ngay sau đó, một vệt sáng vàng phóng lên tận trời. Ầm ầm. Chân trời, thần lôi kia vỡ vụn, mà ngay sau đó, kiếm Thanh Huyên trở lại trong tay Diệp Huyên, cầm kiếm về, Diệp Huyên lập tức chém một kiếm về phía trước. Quỳnh. Trong tầm mắt của mọi người, một kiếm của Diệp Huyên chém vỡ sợi xích sắt đỏ như máu kia. Nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử chủ sự bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Vèo. Một tia kiếm quang xuất hiện trước mặt chủ sự. Nhanh như chớp giật. Trong mắt chủ sự lóe vẻ độc ác, hắn ta xông lên phía trước, tung ra một quyền. Quyền này vừa ra, một luồng sức mạnh kinh khủng có thể hủy thiên diệt địa tuôn ra. Ầm ầm. Kèm theo tiếng nổ vang rền, chủ sự bị kiếm của Diệp Huyên chém lùi ra ngoài mấy ngàn trượng, mà khi hắn ta vừa dừng lại. Một tia kiếm quang trực tiếp xuyên thủng giữa lông mày hắn ta. Cũng giây phút này, Diệp Huyên đã xuất hiện sau lưng hắn ta. Nơi đây bỗng lặng ngắt như tờ. Hoàn toàn thất bại. Sắc mặt những cao thủ trấn hình ti ở xung quanh vô cùng khó coi, bọn họ không ngờ chủ sự nhà mình lại bị đánh bại như vậy. Đương nhiên, khiến bọn họ tức giận hơn là, thiếu chủ này lại dám ra tay với trấn hình ti bọn họ, phải biết rằng, qua nhiều năm như vậy. Bất kể là ai cũng đều phải nể mặt trấn hình ti. Mà bây giờ, Diệp Huyên này lại dám giết người của trấn hình ti. Lúc này, bỗng có người nói, gọi người. Gọi người. Vừa dứt lời, một chiếc bùa truyền âm bay lên, sau đó biến mất trong tinh không sâu thẳm. Diệp Huyên quay đầu thoáng nhìn cao thủ trấn hình ti vừa nói chuyện kia, người kia gần giọng nói, cho dù ngươi là thiếu chủ thì cũng không thể can thiệp vào trấn hình ti ta đối với. Vèo. Cao thủ kia còn chưa nói xong,
một thanh kiếm trực tiếp chui vào giữa lông mày gã ta. Quỳnh! Cơ thể cao thủ kia run rẩy kịch liệt, sau đó lập tức bị xóa sổ. Mọi người! Diệp Huyên quay người nhìn về phía chủ sự vẫn chưa biến mất hoàn toàn kia, trên mặt chủ sự kia tràn đầy mơ màng, ngươi. Hắn ta không ngờ thực lực của thiếu chủ trước mắt này lại khủng bố như vậy, càng không ngờ thiếu chủ này lại không hề nể mặt bọn họ. Căm tức. Những cao thủ của Trấn Hình Ti này không có sợ hãi, chỉ có căm tức. Từ trước đến giờ chưa từng có người nào không nể mặt Trấn Hình Ti như vậy. Nhìn thấy căm tức trên khuôn mặt những cao thủ Trấn Hình Ti kia, Trương Sứ ở bên cạnh thầm thở dài một hơi. Bình thường những người này đã quen được người ta running hot. Cho nên đều đã quên thân phận của mình. Nếu một người không hiểu rõ vị trí của mình, vậy hắn ta cũng cách cái chết không còn xa. Đúng lúc này, Diệp Huyên chợt quay đầu nhìn về phía những cao thủ Trấn Hình Ti kia, thấy Diệp Huyên nhìn sang, những cao thủ Trấn Hình Ti kia biến sắc. Giờ phút này, cuối cùng bọn họ cũng hoảng hốt rồi. Vị thiếu chủ trước mặt này cũng không đơn thuần là thiếu chủ, hắn còn có thực lực khủng bố. Lúc này, Diệp Huyên bất chợt biến mất. Vèo. Chủ sự kia bị một luồng kiếm quang đánh vỡ rồi tan biến, mà Diệp Huyên cũng không dừng lại, trực tiếp xông về phía những cao thủ Trấn Hình Ti kia. Nhìn thấy Diệp Huyên xông đến, sắc mặt những cao thủ Trấn Hình Ti đều thay đổi. Bọn họ ngăn cản thế nào? Nhưng đúng lúc này, thời không ở chân trời xa xôi đột nhiên nứt vỡ, sau đó, một ông lão xuất hiện, tay phải ông lão cách không chụp về nơi xa. Quỳnh! Một luồng sức mạnh thần bí khóa lại Diệp Huyên đang ra tay. Lồng giam! Nơi xa, Diệp Huyên nhíu mày, xoay người chém ra một kiếm. Vèo! Lồng giam kia bị kiếm này của hắn phá vỡ. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão kia. Ông lão mặc một chiếc trường bào màu đen, trước ngực ông ta vẽ một chữ Trấn nho nhỏ. Trấn Hình Ti. Nhìn thấy Diệp Huyên, ông lão hơi do dự, sau đó hơi thi lễ, thiếu chủ. Thiếu chủ. Diệp Huyên nhìn ông lão, ông nói lời nào. Ông lão trầm giọng nói, thiếu chủ, thuộc hạ chính là Tổng Ti trưởng lão của Trấn Hình Ti Cố Tức. Tổng Ti. Nghe vậy, những cao thủ Trấn Hình Ti ở đây thay đổi sắc mặt. Rối rít quỳ xuống hành lễ. Tổng Ti, đó chính là phạm vi nòng cốt của nội bộ Dương tộc. Đối với bọn họ thì loại cấp bậc này trong Dương tộc chính là đại lão siêu cấp. Sắc mặt Tô Minh ở bên cạnh cũng dần trở nên nghiêm nghị. Người của Tổng Ti đến rồi. Rốt cuộc cũng không phải là loại tôm tép nữa rồi. Rất rõ ràng, quản lý cấp cao của Dương tộc đã biết đến sự tồn tại của Diệp Huyên. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, sau đó thì sao? Ông lão hơi do dự, sau đó nói, thiếu chủ, ta đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện, bọn ta sẽ cho thiếu chủ một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Huyên khẽ cười, câu trả lời thỏa đáng. Ngươi muốn cho ta câu trả lời thỏa đáng thế nào? Ông lão trầm giọng nói, lập tức xử tử nguyên sư kia. Lập tức xử tử. Rất rõ ràng, đây là nể mặt Diệp Huyên. Chuyện phát triển đến nước này. Tất nhiên Trấn Hình Ti phải nể mặt Diệp Huyên, nếu không, tiếp tục làm căng thêm nữa, chẳng lẽ thật sự phải tiêu diệt Diệp Huyên? Bởi vậy, Trấn Hình Ti quyết định thỏa hiệp. Dù sao cũng là thiếu chủ. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu thở dài, không còn quan trọng nữa rồi không còn quan trọng. Nghe vậy, mọi người nơi này nhìn về phía Diệp Huyên khẽ cười nói, trải qua việc này. Ta hiểu ra một điều đó chính là trước giờ Dương tộc vẫn luôn không coi ta là người một nhà nếu đã như vậy, ta cần gì phải cố sống cố chết bám lấy Dương tộc. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, chiếc nhẫn người đàn ông áo xanh cho hắn chậm rãi bay ra ngoài, từ giờ trở đi, ta không còn là người của Dương tộc. Nghe vậy, sắc mặt đám người Tô Minh ở bên cạnh lập tức thay đổi kịch liệt. Muốn vứt bỏ thân phận thiếu chủ Dương tộc. Sắc mặt Cố Tức của Trấn Hình Ti kia cũng thay đổi, ông ta đang định nói gì đó, Diệp Huyên đã quay người rời đi. Trương Sứ không chút do dự, dứt khoát đi theo. Đúng lúc này, thời không nơi xa đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một người phụ nữ tuyệt đẹp chậm rãi bước ra. Nhìn thấy người phụ nữ tuyệt đẹp này, sắc mặt Cố Tức ở bên cạnh lập tức thay đổi, ông ta vội vàng quỳ xuống, Tô chủ mẫu. Chủ mẫu. Tô Thanh Thi. Chủ mẫu.
Khi đám người Tô Minh nghe thấy xưng hô này, hai chân lập tức mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Người khống chế Dương tộc hiện giờ. Sau lưng Tô Thanh Thi còn có một ông lão ôm kiếm đi theo, hơi thở của ông ta thâm trầm như biển, vô cùng kinh khủng. Diệp Huyên ở nơi xa dừng bước, hắn quay người nhìn về phía Tô Thanh Thi, giờ phút này, huyết mạch của hắn vẫn đang trong trạng thái kích hoạt. Tô Thanh Thi nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên khẽ cười, hẳn là dì Tô đã sớm biết những chuyện này, đúng không? Tô Thanh Thi khẽ lắc đầu, vốn là một sự hiểu lầm, ngươi có thể dùng cách tốt hơn giải quyết những hiểu lầm này, nhưng ngươi lại cứ dùng cách quá khích nhất. Rèn luyện ở bên ngoài nhiều năm như vậy, tính cách của ngươi y hệt phụ thân ngươi, vẫn quá khích như vậy. Diệp Huyên nhìn Tô Thanh Thi, người của Dương tộc coi ta là con riêng, vậy xin hỏi dì Tô, ta là con riêng sao? Tô Thanh Thi cau mày lại. Diệp Huyên chợt gầm lên, ta là con riêng sao? Tiếng gầm này, ngoài tức giận thì còn mang theo một chút ấm ức. Nhìn thấy Diệp Huyên gầm thét, ông lão ôm kiếm sau lưng Tô Thanh Thi nhíu mày, ông ta bước lên trước một bước, một luồng uy áp kinh khủng bao phủ Diệp Huyên, nói chuyện với chủ mẫu phải khách khí một chút. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Đồng tử ông lão ôm kiếm bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, đầu ông ta bay ra ngoài. Bị giết trong chớp mắt. Sau đó, một cô gái mặc váy trắng xuất hiện trước mặt Tô Thanh Thi, nàng nhìn thẳng vào Tô Thanh Thi, ta nói chuyện cùng ngươi có cần khách khí một chút hay không? Cô gái váy trắng. Thiên mệnh. Khi nhìn thấy cô gái váy trắng, Tô Thanh Thi cau mày, bà ta không ngờ người phụ nữ này lại đến. Bà ta biết cô gái này không nói lý, là một kẻ điên. Chuyện hơi rắc rối rồi. Tô Thanh Thi nghĩ ngợi một lúc, vừa định lên tiếng, đúng lúc này, thời không ở đằng xa bỗng nứt ra, ngay sau đó một người đàn ông mặc đồ xanh chậm rãi bước ra. Kiếm chủ áo xanh. Nhìn thấy kiếm chủ áo xanh, sắc mặt Tô Thanh Thi trở nên khó coi. Hai tên tính cách cực đoan này cùng gặp nhau, sự việc sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Kiếm chủ áo xanh nhìn cô gái váy trắng, khẽ cười, vừa định lên tiếng. Tô Thanh Thi bỗng đi đến bên cạnh người đàn ông áo xanh, bà ta kéo tay người đàn ông đó, khẽ lắc đầu. Bà ta biết một khi để họ nhắm vào đối phương thì chắc chắn sẽ nổ ra một trận chiến. Nếu bây giờ hai người này mà đánh nhau thì quả thật là một tai họa, vì cho dù là vũ trụ hiện hữu hay vũ trụ vô biên cũng không thể chịu được sức mạnh khủng khiếp của hai người. Cô gái váy trắng quay đầu lại nhìn người đàn ông áo xanh, ngay sau đó nàng xòe bàn tay ra. Kiếm hành đạo xuất hiện trong tay nàng. Lúc này Diệp Huyên đi đến bên cạnh cô gái váy trắng, hắn kéo tay cô gái váy trắng lại, khẽ cười, Thanh Nhi, thôi vậy. Cô gái váy trắng lại lắc đầu, ca, lần này nghe ta. Dương tộc, là cái thá gì chứ? Vừa dứt lời, kiếm hành đạo trong tay nàng bỗng bay ra đánh thẳng về phía người đàn ông áo xanh. Ra tay rồi. Ở phía đằng xa, người đàn ông áo xanh híp mắt, bỗng vung kiếm ra. Thuật rút kiếm chém trời. Thấy hai người bỗng lao vào đánh nhau, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, hắn thu Trương Sứ và mấy người Tô Minh vào trong tiểu tháp, cùng lúc đó hắn lùi về phía sau cô gái váy trắng. Đột nhiên hai luồng kiếm quang bùng nổ. Thoáng chốc hàng nghìn tinh vực xung quanh mà trung tâm là hai người bị hủy diệt, không chỉ thế, uy lực còn sót lại của hai người vẫn chưa tản đi, còn đang phân tán ra xung quanh với tốc độ đáng sợ. Với tốc độ này, phần sức mạnh còn sót lại có thể hủy diệt cả vũ trụ hiện hữu, thậm chí là vũ trụ vô biên. Lúc vũ trụ hiện hữu này sắp sụp đổ, một sức mạnh bí ẩn xuất hiện ở vũ trụ hiện hữu. Sau khi sức mạnh này xuất hiện, uy lực còn sót lại của cô gái váy trắng và người đàn ông áo xanh bị ngăn lại, không thể phân tán ra xung quanh nữa. Nhưng không lâu sau, sức mạnh bí ẩn đó cũng tan biến. Lúc này trong một tinh không chưa biết tên, còn chữ màu đen bỗng xuất hiện trong tinh không này, chữ này vừa ra, một năng lượng cực lớn chặn lại sức mạnh của người đàn ông áo xanh và cô gái váy trắng. Không lâu sau, chữ đó bỗng nứt ra, một bàn tay đột nhiên nắm lấy nó, một cuốn sách cổ cũng hiện thân trong tinh không này. Cuốn sách cổ xuất hiện, một nguồn sức mạnh đáng sợ chặn sức mạnh còn sót lại của người đàn ông áo xanh và cô gái váy trắng lại. Nhưng chỉ là chặn lại mà thôi, chưa thể tiêu trừ được nó. Trong tinh không, cô gái váy trắng và người đàn ông áo xanh cầm kiếm đứng đó,
Sắc mặt cô gái váy trắng lạnh như băng, ánh mắt không có chút tình cảm nào. Tay phải người đàn ông áo xanh nắm chặt thanh kiếm trong tay, kiếm của ông ta dần biến thành màu đỏ. Lúc này một bóng người mờ ảo xuất hiện cách hai người không xa. Bóng người này xuất hiện, bút đại đạo bên thắt lưng Diệp Huyên khẽ rung lên. Bóng người mờ ảo này khẽ nói, hai người các ngươi còn đánh nhau nữa thì vũ trụ hiện hữu này lập tức sụp đổ, vũ trụ vô biên cũng sẽ sụp đổ, hàng trăm triệu sinh linh sẽ chết vì các ngươi. Cô gái váy trắng lạnh lùng nhìn bóng người nói, cô đừng nhìn ta, nếu các ngươi đánh nhau thật thì ta không thể cản được. Nhưng nếu giờ các ngươi đánh thật, có nghĩ đến hắn không? Nói rồi ông ta nhìn về phía Diệp Huyên. Im lặng một lúc, cô gái váy trắng nhìn về phía người đàn ông áo xanh, mặt mày dữ tợn nói, nếu không phải vì ca của ta, bây giờ ta sẽ giết hết Dương tộc trước mặt ngươi, xem ngươi có thể làm được gì. Nói rồi nàng quay sang nhìn Tô Thanh Thi, khinh thường mỉa mai, Dương tộc. Là cái thá gì chứ? Ca của ta cần lắm sao? Nói rồi nàng xoay người kéo tay Diệp Huyên đi về phía đằng xa. Sau khi cô gái váy trắng dẫn Diệp Huyên đi, Tô Thanh Thi bên cạnh quay áng nhìn người đàn ông áo xanh, khẽ nói, xin lỗi, ta chỉ muốn rèn luyện hắn một chút, chưa từng nghĩ sự việc sẽ trở thành như vậy. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, tính cách của đứa nhỏ này giống ta, nhiều lúc rất cực đoan. Tô Thanh Thi gật đầu, chắc hẳn là từ con riêng đã làm tổn thương đến nó. Nói rồi bà ta khẽ thở dài. Con riêng. Bà ta đã bỏ qua một thứ quan trọng, đó chính là cho đến nay Diệp Huyên chưa từng được Dương tộc công nhận, mà Diệp Huyên vẫn luôn ở bên ngoài vốn dĩ đã có oán giận với người đàn ông áo xanh, bây giờ lại bị Dương tộc đối xử như thế, dĩ nhiên là tức giận. Trong tình hình này, người Dương tộc vẫn sống chết nhắm vào hắn, dĩ nhiên hắn tức giận rồi. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Tô Thanh Thi nhìn về phía người đàn ông áo xanh, xin lỗi, ta không xử lý ổn thỏa chuyện này. Người đàn ông áo xanh kéo tay Tê Thanh Thi khẽ nói, với tính cách của thằng nhóc này, e là sẽ không quay về Dương tộc nữa. Tê Thanh Thi không nói gì nữa. Bà ta đã có thể cảm nhận được tính cách của Diệp Huyên và người đàn ông áo xanh cực kỳ giống nhau, đó là nhiều khi rất cực đoan, một khi đã lựa chọn rời khỏi Dương tộc, chắc chắn hắn sẽ không quay về nữa. Người đàn ông áo xanh bỗng xoay người nhìn về phía bóng người mờ ảo ở đằng xa, không nói gì. Bóng người đó im lặng một lúc rồi nói, chuyện không đơn giản như ông nghĩ đâu. Người đàn ông áo xanh trầm mặc. Bóng người khẽ thở dài, sự việc đã phát triển vượt ngoài sự khống chế của ta chỉ có thể nói sau này các người bảo trọng. Còn kết cục của câu chuyện bi thương hay vui mừng đều nằm trong tay các ngươi. Nói rồi người đó dần trở nên mờ nhạt, không lâu sau đã biến mất hoàn toàn. Người đàn ông áo xanh im lặng một hồi rồi nói, Thanh Thi, ta đi trước đây. Nói rồi ông ta biến mất. Tô Thanh Thi đứng tại chỗ im lặng một lúc rồi nói, truyền lệnh, bắt đầu từ lúc này, Diệp Huyên là thế tử của Dương tộc ta, gặp nó xem như gặp kiếm chủ. Nghe thế sắc mặt mấy người cố tức ở một bên đều thay đổi. Gặp hắn xem như gặp kiếm chủ. Rõ ràng Diệp Huyên chính là tộc trưởng đời tiếp theo của Dương tộc rồi. Tô Thanh Thi khẽ nói, hai cha con này. Nói rồi bà ta xoay người rời đi. Sau khi người đàn ông áo xanh và cô gái váy trắng đánh một kiếm đã làm tổn hại đến căn nguyên của vũ trụ hiện hữu. Có thể nói bây giờ vũ trụ hiện hữu bị tổn hại nguyên khí. Nếu không nhờ chủ nhân của bút đại đạo can thiệp vào thì e là cả vũ trụ hiện hữu đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sức mạnh của hai người quả là khủng khiếp. Mặc dù chủ nhân bút đại đạo đã giữ lại vũ trụ hiện hữu nhưng cả vũ trụ hiện hữu vẫn bị tổn thất nặng nề, tổn thương đến nguyên khí. Trong tinh không nào đó, Thanh Nhi kéo tay Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, Thanh Nhi, sao muội lại đến đây? Thanh Nhi khẽ nói, nhớ huynh đó. Diệp Huyên khẽ cười, ta cũng thế. Nói rồi hắn nắm chặt lấy tay Thanh Nhi. Thanh Nhi quay sang nhìn Diệp Huyên, ca, một mình phấn đấu, có mệt không? Diệp Huyên lắc đầu, không mệt. Thanh Nhi không nói gì. Diệp Huyên cười nói, ta không biết Thanh Nhi có ý gì, nhưng ta nghĩ như vậy cũng tốt, bản thân từ từ phấn đấu. Nếu cái gì cũng dựa vào muội, sau này ta sẽ không bao giờ vượt qua các muội được. Thanh Nhi muốn nói lại thôi.
Diệp Huyên cười khổ, có phải muội muốn nói dù ta có cố gắng cũng không thể vượt qua các muội không? Thanh Nhi lắc đầu, ca, huynh có biết ta đã phát hiện ra cái gì không? Diệp Huyên hơi tò mò, phát hiện ra cái gì? Thanh Nhi ngẩng đầu lên nhìn về nơi nào đó của tinh không, khẽ nói, một người viết nên vận mệnh của người khác, vận mệnh của người đó cũng nằm trong tay người khác. Diệp Huyên hơi khó hiểu, Thanh Nhi, thế là ý gì? Thanh Nhi lắc đầu không nói gì. Diệp Huyên. Thanh Nhi bỗng dừng lại, hai tay nàng ôm lấy eo Diệp Huyên, sau đó tựa đầu mình vào ngực hắn, nàng nhắm hai mắt lại, nở nụ cười động lòng người. Diệp Huyên khẽ nói, Thanh Nhi. Thanh Nhi nói, nếu câu chuyện có kết cục, ta mong kết cục của các huynh dừng tại đây. Diệp Huyên im lặng hồi lâu, thầm nói, Bút huynh, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Bút Đại Đạo nói, không biết. Diệp Huyên nhíu mày, đang định nói gì đó thì Bút Đại Đạo bỗng nói, đại ca, làm sao mà ta biết được việc của nàng ta chứ? Dù sao chỉ cần ngươi đừng có chuyện gì là được, ngươi không sao thì nàng ta mới bình thường, nếu ngươi có chuyện gì, nàng ta. Nói đến đây, nó không nói tiếp nữa. Mấy ngày nay, nó cũng đã hiểu ra một đạo lý, đó là hỉ nộ của thiên mệnh đều tùy thuộc vào Diệp Huyên. Nàng không thể để Diệp Huyên chịu một chút uất ức. Lúc này Diệp Huyên nói, Thanh Nhi, muội nói cho ta biết, có phải muội đã phát hiện ra cái gì không? Thanh Nhi khẽ nói, không có gì, huynh cứ sống cho tốt là được, mọi chuyện đã có ta. Diệp Huyên. Thanh Nhi bỗng cười nói, ca, ta muốn đi dạo với huynh, được chứ? Diệp Huyên không suy nghĩ nữa, cười nói, đi dạo ở đâu? Thanh Nhi chớp mắt, nơi nào cũng được. Diệp Huyên nghĩ ngợi một lúc rồi nói, ta muốn đi dạo bí cảnh. Thanh Nhi hơi tò mò, bí cảnh. Diệp Huyên gật đầu nói, trước đây đi qua vài bí cảnh bí ẩn, rất nguy hiểm nên ta muốn dẫn muội đi dạo. Thanh Nhi cười, được chứ? Diệp Huyên bật cười, hắn bỗng xoay người nhìn về phía đằng xa, Lan Kình. Vừa dứt lời, thời không cách đó không xa bỗng nứt ra. Ngay sau đó Lan Kình xuất hiện trước mặt hai huynh muội Diệp Huyên. Lan Kình chào, Diệp Thiếu. Diệp Huyên cười nói, điều tra giúp ra nơi nào có bí cảnh hoặc kỳ tích gì đó, ta muốn đi dạo. Lan Kình do dự rồi nói, bí cảnh hoặc kỳ tích. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Lan Kình trầm giọng nói, Diệp Thiếu, ta biết một vài chỗ nhưng có nơi cực kỳ nguy hiểm. Diệp Huyên vung tay lên, nói, càng nguy hiểm càng tốt. Ta không sợ. Ta không hề sợ. Lan Kình. Di tích bí cảnh. Trong vũ trụ vô ngần này, có rất nhiều khu vực chưa biết đến. Chúng có khi là những di tích động phủ của đại năng thượng cổ hay một số nơi đặc biệt, hoặc một vài di tích tông môn cổ. Mà những di tích động phủ thường đều vô cùng nguy hiểm, đương nhiên, bên cạnh nó cũng là vô số kỳ ngộ. Diệp Huyên kéo Thanh Nhi chậm rãi đi về tinh không đằng xa. Trong tinh hà bao la đen tối cô tịch, hai huynh muội nắm tay nhau. Diệp Huyên bỗng mở miệng hỏi, Thanh Nhi, sao muội lại bỗng dưng đến đây? Có phải là có chuyện gì rồi không? Hắn khá bất ngờ trước việc Thanh Nhi bỗng nhiên xuất hiện. Thanh Nhi vẫn trả lời như cũ, nhớ huynh. Nhớ huynh. Diệp Huyên nắm chặt bàn tay ngọc ngà của Thanh Nhi, khóe miệng cong cong, trong lòng ngọt ngào như mật. Ý tốt của Thanh Nhi với hắn là điều thuần khiết nhất trên thế giới này. Có muội muội như thế thì đúng là may mắn của cuộc đời này. Nhưng đúng lúc này, Lan Kình bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, cúi người chào hắn rồi nói, Diệp Thiếu, có hai cái di tích là Vạn Mộ Thần Vực và Thiên Táng Chi Địa. Diệp Huyên cười bảo, cho ta địa chỉ đi. Lan Kình chần chờ rồi khom lưng nói, Diệp Thiếu, thứ cho thuộc hạ nhiều chuyện. Sự nguy hiểm của hai nơi này là không thể tưởng tượng nổi. Cậu! Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta không sợ. Lan Kình cười khổ, Diệp Thiếu, ta kể với cậu một chuyện thì cậu sẽ biết sự khủng bố của hai nơi đó. Nghe nói, Vạn Mộ Thần Vực mai táng một đám cao thủ cực kỳ đáng sợ cổ xưa. Theo điều tra của tiên bảo các ta thì có lẽ nó đến từ thời đại vạn tộc trong truyền thuyết. Thời đại vạn tộc! Diệp Huyên cau mày hỏi, người biết thời đại vạn tộc kia? Hắn biết những thánh hiền kia đều đến từ thời đại vạn tộc trong truyền thuyết. Lan Kình lắc đầu, không biết, chỉ là các chủ có nhắc đến, nói đây là một thời đại vô cùng huy hoàng. Ở thời đại đó,
có vô số người vĩ đại. Có thể nói, thời đại vạn tộc kia là thời đại có nền văn minh võ đạo cao nhất từ trước đến nay của mảnh vũ trụ này của chúng ta. Hắn ta nói xong bèn cười, nói theo lời các chủ thì là thời đại vạn tộc kia chính là thời đại đứng đầu trong vô số thời đại. Thời đại đứng đầu, Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Lan Kình lại nghiêm túc nói, Diệp Thiếu, rất có thể vạn mộ thần vực và thiên táng chi địa kia đều đến từ thời đại vạn tộc. Theo ta được biết, Dương tộc cũng từng có cao thủ đến tìm hiểu hai nơi kia, nhưng đều không có ai trở về được. Diệp Huyên cười nói, ta biết rồi. Nếu chỉ một mình ta thì ta chắc chắn sẽ không đi, nhưng ta không phải một mình. Hắn nói xong bèn nắm lấy tay Thanh Nhi giơ lên cười bảo, ta đi cùng với muội muội. Thanh Nhi nghe thấy câu đó của Diệp Huyên thì khóe miệng khẽ cong, nụ cười ấy khiến cả vũ trụ như ảm đạm đi. Lan Kình ngó cô gái váy trắng, nàng giống như một người bình thường, đứng đó mà chẳng hề có chút khí thế nào, trông thật sự rất bình thường. Đương nhiên, Lan Kình sẽ không thật sự cho rằng cô gái trước mặt rất bình thường. Lan Kình hơi khom lưng rồi lấy ra hai cuộn giấy đưa cho Diệp Huyên, Diệp Thiếu, đây là địa chỉ. Diệp Huyên nhận lấy hai cuộn giấy kia rồi cười nói, cảm ơn. Hắn nói xong bèn mở ra một cuộn giấy, nhìn lướt qua một lượt rồi quay đầu ngó Thanh Nhi nói, chúng ta đi nhé. Thanh Nhi gật đầu, sau đó biến mất ở tinh không đằng xa với Diệp Huyên. Trong tinh không mênh mông mờ mịt, Diệp Huyên ngự kiếm bay đi, bên cạnh hắn là Thanh Nhi. Thanh Nhi vẫn không ngự kiếm mà chỉ nắm lấy tay Diệp Huyên, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt. Diệp Huyên hơi tò mò hỏi, Thanh Nhi, trước đó muội và cha đã liều mạng đánh ra một kiếm, mà nó suýt nữa thì phá hủy toàn bộ vũ trụ hiện có và tinh không vô ngần. Vậy tại sao kiếm của hai người lại mạnh như vậy? Thanh Nhi im lặng. Diệp Huyên chớp mắt, khó nói lắm hả? Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, ta chỉ đang nghĩ nên làm sao để nói một vấn đề phức tạp thành đơn giản, có vậy thì huynh mới nghe hiểu được. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng lại. Thanh Nhi dịu dàng đáp, hễ là còn bên trong cảnh giới thì đều là con kiến, mà thoát ra được phạm trù đó rồi cũng là con kiến. Một cao thủ chân chính sẽ không bị bất cứ thứ gì trói buộc, hiểu rõ mọi thứ, vượt qua tất cả. Nàng nói xong bèn quay đầu nhìn thẳng vào Diệp Huyên. Nếu huynh muốn hỏi ta mạnh cỡ nào thì ta không thể trả lời huynh được. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao thế? Thanh Nhi cười, bởi vì ta cũng không biết mình mạnh đến mức nào. Diệp Huyên hỏi, vô địch. Thanh Nhi lắc đầu, nói vô địch cũng là xem nhẹ ta. Diệp Huyên. Tiểu Tháp bỗng hỏi, thiên mệnh tỷ và chủ nhân ai mạnh hơn? Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi, thực ra hắn cũng muốn biết vấn đề này. Thanh Nhi, cha và đại ca, rốt cuộc là ai mạnh hơn? Thanh Nhi bình tĩnh đáp, vấn đề này thì đợi đến khi huynh vô địch, huynh sẽ biết. Diệp Huyên im lặng. Hắn biết, cuối cùng tam kiếm cũng sẽ có một trận chiến. Không ai có thể ngăn được. Diệp Huyên như nhớ ra gì đó, lại hỏi, Thanh Nhi, Thanh Khâu từng là bản thể của muội. Vậy nói cách khác, nếu các muội bằng lòng thì có thể hợp làm một đúng không? Thanh Nhi gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi, nếu các muội hợp làm một sẽ trở nên mạnh hơn hả? Thanh Nhi khẽ cong môi, huynh đoán xem. Diệp Huyên hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười, Thanh Nhi, muội cũng tinh nghịch quá. Thanh Nhi liếc Diệp Huyên nói, không cần hợp thể, một mình ta cũng có thể bảo vệ ca ca cả đời. Diệp Huyên lặng im một lát rồi nói, nếu vậy... Dù là vũ trụ hiện có hay vô vàn vũ trụ đều không có bất cứ kẻ nào đe dọa được đến ta. Đúng không? Thanh Nhi gật đầu, đúng vậy. Có muội thì dù hai người họ có bắt tay với nhau cũng không giết được huynh. Diệp Huyên lắc đầu cười. Thanh Nhi lại nói, huynh sẽ không chết, nhưng không có nghĩa là sẽ không. Nàng nói đến đây lại không nói thêm gì nữa. Diệp Huyên hơi tò mò hỏi, sẽ không gì? Thanh Nhi im lặng một hồi mới nói, huynh sẽ không chết, nhưng không có nghĩa là câu chuyện của huynh sẽ không kết thúc. Nó giống như một cuốn truyện, suy cho cùng cũng sẽ có ngày hết. Nàng nói xong bỗng nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Diệp Huyên rồi dịu dàng nói, có ta thì câu chuyện của huynh sẽ không bao giờ kết thúc. Hắn mà dám thì ta sẽ khiến hắn kết thúc trước. Nàng nói đến đây chợt liếc về phía nào đó. Trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, người dám làm cho người thiên mệnh kế tiếp xuất hiện thì ta cũng giết ngươi luôn.
Người nào đó? Diệp Huyên đang định nói chuyện thì đúng lúc này chợt cảm nhận được gì đó, quay đầu lại. Tinh không cách đó không xa, có một nam một nữ đang đứng. Nam mặc một chiếc áo giáp màu vàng, trong tay cầm một thanh trường thương, trên trán toát ra một luồng sát khí. Nữ mặc một chiếc áo giáp màu trắng, trong tay cầm một thanh trường đao nằm trong vỏ. Giờ đây, cả hai đều đang tò mò nhìn Diệp Huyên và Thanh Nhi. Diệp Huyên thấy ánh mắt của hai người thì mỉm cười coi như chào hỏi. Lúc này, một nam một nữ kia bỗng xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên. Người con trai nhìn Diệp Huyên hỏi, đi Vạn Mộ Thần Vực. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó cười đáp, đúng thế. Gã liếc mắt đánh giá Diệp Huyên một lượt rồi lắc đầu, chỉ là thượng thần cảnh, đừng nói tiến vào Vạn Mộ Thần Vực, dù là con sông tử vong bên cạnh nơi đó thôi người cũng không thể vào được rồi. Diệp Huyên cười hỏi, hai vị cũng đi Vạn Mộ Thần Vực. Người con trai đáp, đúng vậy. Diệp Huyên cười nói, chúng ta chỉ đi xem mà thôi. Người con trai liếc Diệp Huyên, không nói gì. Ánh mắt của cô gái giáp trắng bên cạnh lại vẫn luôn nhìn Thanh Nhi, trước giờ nàng ta đều rất tự tin, nhưng khi thấy Thanh Nhi thì bỗng dưng lại cảm thấy tự xấu hổ. Diệp Huyên không để ý đến hai người, quay đầu ngó Thanh Nhi nói, chúng ta đi thôi. Thanh Nhi gật đầu. Nàng càng thích ở một mình với Diệp Huyên, ngoài Diệp Huyên ra, nàng nhìn ai cũng ngứa mắt, cũng không thích người khác nhìn mình. Diệp Huyên và Thanh Nhi biến mất ở tinh không đằng xa, người con trai bên cạnh cô gái giáp trắng lại khẽ nói, cây bút trên eo thanh niên kia chính là bút đại đạo trong truyền thuyết. Cô gái giáp trắng gật đầu, ừ. Ánh mắt gã lập lòe, không biết đang nghĩ gì. Cô gái giáp trắng nhận ra ý định của gã, trầm trọng nói, tuy cảnh giới của tên kia khá thấp, nhưng lại có được bút đại đạo, e rằng thân phận cũng không đơn giản. Người con trai cười nói, có không đơn giản thì cũng chỉ là thượng thần cảnh. Gã nói xong bèn mở tay ra, trong tay có một con yêu thú nhỏ có vẻ ngoài như con chuột. Mà giờ phút này, con yêu thú kia lại đang nhìn về phía Diệp Huyên rời đi bằng ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Người con trai nhìn đằng xa, có chút phấn khích nói, chuột tầm bảo nói trên người tên đó có rất nhiều thần vật, trụ mạch ít nhất cũng có mấy chục tỷ và cả trụ nguyên mạch trong truyền thuyết nữa. Trụ nguyên mạch. Cô gái giáp trắng nghe vậy khẽ cau hàng mày xanh đen lại, ngươi chắc không? Người con trai nhìn chuột tầm bảo trong tay cười, chắc. Vô cùng chắc. Cô gái giáp trắng im lặng một lát mới nói, nhưng càng vậy, ta càng cảm thấy tên đó không đơn giản. Đặc biệt là cô gái bên cạnh hắn. Người con trai hỏi, nàng kia á? Cô gái giáp trắng gật đầu, đúng vậy, người này. Người con trai lại bỗng lắc đầu cười, nàng kia trông dịu dàng yếu đuối thế, dù có thực lực thì có thể mạnh đến mức nào chứ? Gã nói xong khẽ nhếch mép, ta chưa thấy chuột tầm bảo phấn khích, điên cuồng như thế bao giờ. Cô gái giáp trắng vẫn hơi lo lắng. Người con trai tiếp tục nói, làm vố cuối cùng, bút đại đạo về ngươi, trụ mạch chia đều. Cô gái giáp trắng lặng im một lát rồi đáp, được. Ngay sau đó, cả hai lập tức biến mất. Ở tinh không đằng xa, Diệp Huyên và Thanh Nhi đột nhiên dừng lại. Người con trai và cô gái giáp trắng kia bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hai người. Diệp Huyên có hơi khó hiểu, đang định nói chuyện thì bấy giờ người con trai kia lại chợt biến mất, một thương đâm thẳng về phía hắn. Diệp Huyên nghệt mặt ra. Cái quỷ gì vậy? À! Đúng lúc này, bỗng nhiên có một thanh kiếm bất ngờ đâm vào trán người con trai. Đùng! Người con trai trực tiếp bị đóng đinh tại chỗ. Thanh kiếm kia chính là kiếm hành đạo. Người con trai và cô gái giáp trắng hoàn toàn ngơ ngác. Người con trai mặt mày hoảng sợ nhìn hai người Diệp Huyên, ngươi. Các ngươi. Diệp Huyên im lặng một lát mới hỏi, ngươi định làm gì vậy? Người con trai chợt giật mình nói, ta là Thương Huyền Tông, ta. Thanh Nhi lại bỗng lạnh nhạt hỏi, Thương Huyền Tông ở đâu? Chỉ cái hướng hộ cái. Người con trai hoảng sợ nhìn Thanh Nhi, ngươi. Lúc này, bút đại đạo bỗng nói, bên phải. Thanh Nhi mở tay ra, kiếm hành đạo chợt bay đi. Bên phải, cách đây mấy ngàn vạn lý, trong một mảnh thế giới, một thanh kiếm bỗng hạ xuống trong một tông môn hết sức khủng bố. Những cao thủ trong tông môn này còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bị xóa sổ. Trên đời này đã không còn Thương Huyền Tông.
Trong tinh không, Thanh Nhi mở tay ra, kiếm hành đạo đã trở về trong tay nàng. Người con trai kia hoảng sợ nhìn Thanh Nhi, ngươi đã làm gì? Thanh Nhi nhìn thẳng vào gã hỏi, còn có chỗ dựa nào không? Nếu có thì chỉ hướng tiếp đi. Diệp Huyên. Người con trai như nhận ra gì đó, bỗng nhiên hoảng sợ nói, ngươi diệt Thương Huyền Tông ta, ngươi, rốt cuộc là ai? Giờ phút này, gã đã sợ hãi đến cùng cực. Thanh Nhi vung tay lên. Ầm. Người con trai trực tiếp bị giết chết. Cô gái giáp trắng bên cạnh run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh tuôn như suối. Thanh Nhi nhìn về phía cô gái giáp trắng, nàng ta run rẩy nói, tiền bối. Thanh Nhi lại bỗng hỏi, nhà người ở đâu? Diệp Huyên, cô gái giáp trắng tái mặt, tiền bối, ta. Đúng lúc này, chân trời đằng xa bỗng truyền đến một giọng nói, các hạ, xin hãy nương tay. Ta là Lý Tộc. Vèo. Một thanh kiếm bỗng vụt qua chân trời, giọng nói kia bỗng dừng im bặt. Trực tiếp giết chết. Thanh Nhi liếc cô gái giáp trắng kia hỏi, Lý Tộc ở đâu? Cô gái giáp trắng mặt mày trắng bệch, đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt cô gái váy trắng, run rẩy nói, tiền bối, ta. Thanh Nhi lắc đầu, đừng cảm thấy mình đáng thương, nếu hôm nay kẻ yếu gặp được hai người các ngươi thì còn có thể sống được chắc. Nàng nói xong khẽ vẫy ngón tay. Vèo. Đầu của cô gái giáp trắng trực tiếp bay ra ngoài, máu bắn như thác. Thanh Nhi mở tay ra, tay phải bóp chặt lấy đầu cô gái giáp trắng, sau đó trí nhớ của nàng ta đã bị nàng thấy hết. Thanh Nhi nhẹ nhàng vươn ngón tay, đi. Kiếm hành đạo biến mất ở tinh không đằng xa. Trong một thế giới không biết tên, chợt có một thanh kiếm bất ngờ xuất hiện trên không một tòa thành. Ầm. Thanh kiếm này vừa xuất hiện, cả tòa thành lập tức bùng nổ. Vô số người ngẩng đầu lên nhìn thanh kiếm ấy, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Làm càn. Lúc này, một tiếng hét đầy giận dữ chợt vang lên từ trong thành, dám đụng vào Lý Tộc ta, người thật to gan. Vừa dứt lời, một luồng khí thế khủng bố chợt phóng lên từ trong thành. Bấy giờ, kiếm hành đạo bỗng nhiên chém thẳng xuống. Ầm. Thoáng chốc, cả tòa thành đã trực tiếp bị xóa sổ. Trên đời đã không còn Lý Tộc. Trong tinh không, cô gái váy trắng mở tay phải ra, kiếm hành đạo đã quay về trong tay. Nàng quay đầu ngó Diệp Huyên, mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, được. Hắn nói xong bèn mở tay ra, hai chiếc nhẫn bay vào trong tay, chúng chính là nhẫn chứa đồ của người con trai và cô gái giáp trắng kia. Bên trong hai chiếc nhẫn tổng cộng có gần 3 tỷ trụ mạch. Diệp Huyên khẽ cong môi, cất nhẫn đi rồi kéo Thanh Nhi đi về phía xa. Chẳng bao lâu sau, hai huynh muội đã đi đến trước một con sông màu đen. Con sông này vắt ngang tinh không, nhìn không tới cuối. Nước của cả con sông đều là một màu đen tuyền. Diệp Huyên nhìn con sông, khẽ nói, đây chính là dòng sông tử vong mà người đàn ông ban nãy nói. Thanh Nhi lạnh nhạt liếc con sông kia. Diệp Huyên chớp mắt hỏi, Thanh Nhi, con sông này có nguy hiểm gì không? Thanh Nhi lắc đầu. Diệp Huyên mỉm cười, đang định qua sông thì bấy giờ bỗng có một luồng khí thế khủng bố chợt tràn ra từ con sông. Hắn cảm nhận được luồng khí thế ấy lập tức thay đổi sắc mặt. Giờ phút này, hắn thế mà lại ngửi được mùi của cái chết. Mạnh thật! Chủ nhân của khí thế ấy tuyệt đối bỏ xa chí cảnh. Diệp Huyên siết chặt tay Thanh Nhi. Khẽ hỏi, Thanh Nhi, chẳng phải muội nói là không nguy hiểm sao? Thanh Nhi ngó con sông kia hỏi, nguy hiểm lắm sao? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Bấy giờ, một người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn chậm rãi đứng lên từ giữa sông. Cả khuôn mặt của gã vô cùng khó coi, chỉ có một con mắt, còn những chỗ khác đều mọc đầy các loại mủ độc trông cực kỳ buồn nôn. Người đàn ông đó cười gằn, đang định mở miệng thì Thanh Nhi bên cạnh bỗng nói, xấu như vậy. Đừng có dọa ca ca của ta. Nàng nói xong vung tay lên bổ ra một kiếm. Vèo. Người đàn ông kia lập tức bị một kiếm kia giết chết. Vừa lên sân đã mất mạng. Diệp Huyên. Đúng lúc này, con sông kia bỗng run lên. Sau đó, một bóng người chậm rãi đứng dậy rồi dần ngưng thật. Kia là một người đàn ông và gã cũng cực kỳ xấu, cơ thể thối rữa còn chảy mủ, trông vô cùng mắc ói. Người đàn ông gằn giọng, các ngươi là ai, dám.
Thanh Nhi khẽ cau mày, xấu. Nàng nói xong, lại vung tay bổ một kiếm. Ầm. Người đàn ông vừa lên sân đã lập tức biến mất giống như chưa bao giờ từng xuất hiện. Thanh Nhi quay đầu nhìn Diệp Huyên cười nói, vẫn là ca ca đẹp trai. Diệp Huyên. Bỗng dưng, lòng sông lại bắt đầu quay cuồng, chẳng mấy chốc đã có một cô gái trồi lên. Thanh Nhi nhìn nàng ta, kiếm hành đạo trong tay cũng rung lên. Chẳng qua lần này, Thanh Nhi không có trực tiếp giết chết người ta vì trông nàng ta vẫn khá xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài. Cô gái nhìn Thanh Nhi, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ các hạ là. Thanh Nhi lạnh mặt, không đáp. Diệp Huyên đứng cạnh lại đột nhiên nói, chúng ta chỉ là muốn qua sông. Cô gái nhìn về phía Diệp Huyên, nàng ta liếc mắt đánh giá hắn, sau đó hỏi, công tử gọi là gì? Diệp Huyên cười đáp, Diệp Huyên. Cô gái chần chờ rồi nói, Diệp công tử, đây là dòng sông tử vong, qua sông này chính là vạn mộ thần vực. Chúng ta và người của bên kia từng có giao hẹn, không được để cho bất cứ kẻ nào đi qua nên. Vèo. Đúng lúc này, một thanh kiếm bỗng đâm vào giữa trán nàng ta. Cơ thể cô gái lập tức cứng lại. Thanh Nhi nhìn nàng ta, lặp lại lần nữa. Cô gái vội vàng run rẩy nói, qua, qua được, hai người có thể đi qua. Diệp Huyên. Thanh Nhi khẽ gật đầu rồi kéo tay Diệp Huyên đi về phía xa. Khi nàng và Diệp Huyên đi đến trước con sông kia thì nước sông thế mà lại tự động tách ra hai bên. Hơn nữa, Diệp Huyên còn có thể cảm giác được hình như nó đang sợ hãi. Con sông này có linh. Có điều, Diệp Huyên cũng không nghĩ nhiều. Sau khi Diệp Huyên và Thanh Nhi rời khỏi, cô gái giữa sông chợt thở phào một hơi, cả người nàng ta giống như một đống bùn lầy sụi lơ trong sông. Giờ phút này, trong mắt nàng ta đều là vẻ khó tin. Nàng ta không ngờ, thế mà lại có người mạnh đến mức đó. Phải biết rằng, ở đây thì thực lực của nàng ta cũng thuộc hàng đầu, nhưng ở trước mặt người con gái ban nãy, nàng ta lại chẳng hề có một chút sức chống trả nào. Nàng ta có cảm giác, ở trước mặt người con gái kia, mình còn chẳng bằng một con kiến. Một lúc sau, cô gái mới lắc đầu, đáng sợ. Nàng ta nói xong lập tức biến mất, cả con sông chỉ còn lại dòng nước gợn dập dờn. Diệp Huyên và Thanh Nhi đi về đằng xa, một lát sau, họ đã đến một mảnh núi non. Vừa bước vào, Diệp Huyên đã cau mày, nhìn ngó xung quanh gió thổi lồng lộng, cực kỳ lạnh lẽo. Diệp Huyên lại ngó phía xa, cách đó không xa có một cái thôn nhỏ, trước cửa thôn có một cây cổ thụ nghiêng nghiêng, trên cây có một con mèo ba mắt. Lúc này, con mèo kia đang nhìn chòng chọc vào hắn. Diệp Huyên nhìn thoáng qua cái thôn kia, cả thôn bay lơ lửng một luồng âm khí, không có bất cứ một bóng người nào, trông cực kỳ lạnh lẽo và quỷ dị. Diệp Huyên quay đầu nhìn Thanh Nhi hỏi, Thanh Nhi, muội có cảm thấy quỷ dị không? Thanh Nhi bình tĩnh đáp, không. Diệp Huyên cười khổ, muội cũng không thấy nguy hiểm, đúng không? Thanh Nhi gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên gật đầu, kéo tay Thanh Nhi đi về phía cái thôn kia. Nếu là một mình thì hắn vẫn hơi kiêng kỵ, giờ tuy hắn rất mạnh, nhưng còn chưa tới nỗi vô địch, đặc biệt là hắn còn có một định luật phiêu không quá 3 ngày. Nhưng giờ, hắn cần sợ sao? Nắm tay Thanh Nhi, ta có cả vũ trụ. Sợ con khỉ. Hắn không có gì phải sợ hết. Ở cửa thôn, con mèo ba mắt bỗng ngó Thanh Nhi. Thanh Nhi quay đầu liếc nó, con mèo kia bị nàng liếc, con ngươi chợt co rút lại rồi trực tiếp rớt xuống khỏi cây. Sau đó, nó giống như nổi điên cướp đường mà chạy. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi hỏi, con mèo kia làm sao vậy? Thanh Nhi bình tĩnh đáp, chắc là đói bụng, nên đi tìm đồ ăn rồi. Diệp Huyên. Sau khi đi vào thôn, bỗng có một tiếng nhạc buồn bã truyền đến từ bên cạnh. Diệp Huyên nghe thấy âm thanh đó thì cau mày quay đầu nhìn về đằng xa, trong căn nhà gần đó có một ông lão đang ngồi trên ghế chơi đàn nhị. Càng kéo càng ra diết, buồn bã. Diệp Huyên liếc ông lão, ông ta mặc một bộ đồ bằng sợi đay đơn giản, trông cực kỳ mộc mạc, bên cạnh còn có một con chó đang nằm. Lúc này, ông lão bỗng dừng lại rồi nhìn Diệp Huyên đằng xa, khẽ cười nói, thú vị. Thú vị. Diệp Huyên cười hỏi, cái thú vị mà tiền bối nói là gì? Ông lão cũng cười đáp, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người có thể vượt qua con sông tử vong đi đến nơi này. Nhóc con,
ngươi cũng giỏi đấy. Diệp Huyên im lặng. Đám người đó không cảm giác được sự hiện diện của Thanh Nhi ư? Hay là, trông Thanh Nhi có vẻ không giống một cao thủ? Diệp Huyên nghĩ vậy bèn quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, nàng thấy Diệp Huyên nhìn mình thì mỉm cười hết sức dịu dàng. Diệp Huyên câm nín. Nói thật, một Thanh Nhi dịu dàng như vậy đúng là trông không giống một cao thủ. Bấy giờ, ông lão kia bỗng đứng dậy rồi chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyên và Thanh Nhi. Ông ta nhìn Diệp Huyên từ trên xuống dưới một lượt, cười khẩy hỏi, đúng là một kẻ không biết sợ là gì, người có biết đây là đâu không? Diệp Huyên trầm giọng đáp, Vạn Mộ Thần Vực. Ông lão liếc Diệp Huyên, Bút Đại Đạo, không ngờ ngươi lại mang theo nó, đúng là có chút thú vị đó. Ông ta nói xong lại ngó Thanh Nhi, đánh giá nàng một lượt. Thanh Nhi đột nhiên hỏi, nhìn cái gì? Ông lão sửng sốt, sau đó mỉm cười nói, lòng thích cái đẹp thì ai cũng có, cô nương lớn lên đẹp như vậy, ta nhìn chẳng phải là rất bình thường sao? Không những muốn nhìn, ta còn muốn nhìn thật kỹ, ha ha. Vèo, một thanh kiếm bỗng đâm xuyên trán ông lão rồi trực tiếp đóng đinh ông ta lên căn nhà ở đằng xa. Thanh Nhi nhìn ông lão, ngươi cảm thấy mình hài hước lắm hả? Ông lão! Ở phía xa, vẻ mặt ông lão bị ghim vào phòng đầy kinh sợ nhìn cô gái váy trắng, ngươi. Đương nhiên là ông ta phải rất sững sờ. Một kiếm, ông ta chưa bao giờ ngờ được, đến một kiếm của đối phương mà mình cũng không thể đỡ nổi. Đây là ma quỷ nào vậy chứ? Diệp Huyên bỗng kéo tay Thanh Nhi, cười nói, chúng ta đi thôi. Thanh Nhi bị Diệp Huyên kéo tay, vẻ mặt lạnh lùng của Thanh Nhi thoáng dịu đi, nàng khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói, được. Nói xong. Hai huynh muội đi về phía xa. Ở phía sau, ông lão đột nhiên run giọng nói, ai cứu ta với? Lúc này, thanh kiếm kia tuy đã biến mất, nhưng giữa trán ông ta vẫn có một luồng kiếm khí. Luồng kiếm khí kia trấn giữ ông ta. Ông lão vô cùng tuyệt vọng. Không nên ra vẻ như vậy. Giờ thì hay rồi, tự chơi cả bản thân rồi. Diệp Huyên kéo tay Thanh Nhi đi sâu vào trong thôn, không thể không nói, kéo tay Thanh Nhi thật sự rất có cảm giác an toàn. Không hề lo sợ. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên bất giác lại nhếch miệng. Sau khi vào trong thôn, Diệp Huyên phát hiện, phần lớn nhà trong thôn này đều trống không. Lúc này, Diệp Huyên bỗng dừng bước, trong sân viện một căn nhà phía bên phải hắn, trên xích đu có một cô bé mặc chốc váy đen, tóc cô bé rất dài, chạm xuống đất, chỉ để lộ nửa gương mặt, mà nửa gương mặt lại rất trắng nhợt. Diệp Huyên nhìn cô bé rồi lập tức rời mắt đi, sau đó kéo Thanh Nhi đi tiếp về phía xa. Lần này hắn đến là để tìm bảo vật. Không phải đến để ra vẻ. Ngay lúc này, cô bé kia đột nhiên cười đầy lạnh lẽo. Diệp Huyên nhíu mày, hắn quay đầu nhìn cô bé, tiểu muội muội, cô cười gì? Cô bé nhìn Diệp Huyên, giờ chết của ngươi tới rồi. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, cô biết xem mệnh. Cô bé gật đầu, Diệp Huyên cười nói, tại sao giờ chết của ta sắp tới? Cô bé cười nhếch miệng, thiên cơ không thể lộ. Thiên cơ, Diệp Huyên cúi đầu nhìn Bút Đại Đạo bên hông, Bút Huynh. Nàng ấy nói đúng chứ? Bút Đại Đạo im lặng một lát, rồi nói, Diệp Thiếu, nàng ta đang nói khoác thôi. Nghĩ bây giờ, chắc chắn là vô địch trong vô địch. Diệp Huyên gật đầu, ta cũng thấy vậy, ha ha. Bút Đại Đạo, lúc này, cô bé kia bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Thanh Nhi như ma quỷ vậy. Cô bé nhìn thẳng Diệp Huyên, người đi vào thôn này, đều không thể ra ngoài được. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Cô bé cười hi hi, bởi vì thôn này có cấm chế rất mạnh. Nói rồi, cô bé chỉ vào chỗ lối vào thôn ở phía xa, nơi đó, có một thanh kiếm sắt màu đen bay lơ lửng. Diệp Huyên nhìn kiếm sắt đen sau đó nói, đây là... Cô bé cười nói, bất kỳ ai có gan đi ra, kiếm này sẽ giết chết người đó. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó mở lòng bàn tay, một luồng kiếm quang bay ra ngoài thôn, thế nhưng, vừa đến trước cổng thôn, luồng kiếm quang lập tức bị thanh kiếm đen chém vỡ. Thấy vậy, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng thoáng chốc đã khôi phục lại bình thường. Bản thân sợ cái gì chứ? Lúc này, cô bé bỗng cười, người xem, người không đi ra được rồi. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, cá cược không? Cô bé nhíu mày, cược gì? Diệp Huyên cười nói, người có gì? Cô bé nhìn Diệp Huyên một lúc lâu, rồi nói tiền. Nói rồi, cô bé mở tay, trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn chứa đồ, trong nhẫn có khoảng chừng hơn 5 tỷ trụ mạch. Mí mắt Diệp Huyên khẽ giật, cô bé nhếch miệng cười, người có gì? Diệp Huyên cũng mở bàn tay,
trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn chứa đồ, mà bên trong vừa vặn cũng có 5 tỷ trụ mạch. Cô bé nhìn Diệp Huyên thâm sâu, sau đó nói, bây giờ ngươi có thể đi ra rồi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó kéo tay Thanh Nhi đi ra bên ngoài. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm sắt màu đen, không nói gì. Đương nhiên, hắn cũng không sợ, đừng nói chỉ là một thanh kiếm, cho dù có cha ở đây trấn thủ, hắn cũng không sợ. Rất nhanh chóng, hai huynh muội đã đi đến cổng thôn. Cô bé đứng một bên nhìn chằm chằm hai huynh muội, ngay sau đó, Diệp Huyên dẫn theo Thanh Nhi đi ra ngoài thôn, nhưng, thanh kiếm kia lại không hề có động tĩnh gì. Thấy vậy, cô bé trợn tròn mắt, vô cùng khó tin, ở bên ngoài thôn, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn thanh kiếm lơ lửng kia, sau đó cười nói, kiếm này. Vậy mà lại nể mặt ta, ha ha, tiểu tháp không nhịn được, tiểu chủ, có thể là nó nể mặt thiên mệnh tỷ tỷ. Diệp Huyên đen mặt, ngươi không nói cũng không ai bảo ngươi câm đâu. Tiểu tháp, lúc này, cô bé nhỏ ở trong thôn thấp giọng nói, sao ngươi làm được? Diệp Huyên thôi suy nghĩ, nhìn sang cô bé, cười nói, ngươi thua rồi. Cô bé im lặng, Diệp Huyên khẽ cười, ngươi sẽ không quỵt đấy chứ. Cô bé im lặng một lúc rồi mở bàn tay, nhẫn chứa đồ chậm chậm bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy nhẫn chứa đồ, mà lúc này, cô bé bỗng nói, có thể đưa ta ra không? Diệp Huyên nhìn cô bé, ánh mắt cô bé đầy vẻ cầu xin. Diệp Huyên cười nói, có thể. Cô bé lập tức ngây người, sau đó vui mừng không thôi, thật sao? Diệp Huyên gật đầu, đi ra đi. Cô bé vội chạy qua, nhưng khi tiến gần đến cổng thôn thì cô bé lại dừng lại, sợ sệt nhìn thanh kiếm sắt đen kia. Diệp Huyên cười nói, không sao, có ta đây, nó không dám làm người bị thương. Kiếm đen, cô bé do dự, sau đó chậm rãi đi ra ngoài thôn, khi cô bé ra khỏi thôn, kiếm đen kia vẫn không hề động đậy gì. Thấy vậy, cô bé thở phào nhẹ nhõm, cô bé quay đầu nhìn Diệp Huyên, ngươi. Thật lợi hại, Diệp Huyên cười ha ha, đương nhiên rồi. Nói rồi, hắn nhìn thanh kiếm đen kia, có chút động lòng. Thanh Nhi bỗng kéo tay Diệp Huyên, lắc đầu, một thanh kiếm hư, không có ý nghĩa gì cả. Diệp Huyên do dự rồi gật đầu, được, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn kéo Thanh Nhi định rời đi, thì lúc này, như nghĩ đến gì đó, hắn quay người nhìn cô bé, người có nơi nào đi không? Cô bé lắc đầu, Diệp Huyên vội nói, vậy có muốn đến thư viện ta không? Cô bé chớp mắt, thư viện. Diệp Huyên gật đầu, hắn vội lấy ra một lệnh bài gỗ đưa cho cô bé, nào, kể từ bây giờ, người chính là học sinh của thư viện quan huyên ta rồi. Cô bé chần chừ rồi nói, nhưng ta không thích đọc sách lắm. Diệp Huyên cười nói, không sao, người lo mấy chuyện đánh đấm cũng được. Đánh đấm, cô bé vẫn có chút chần chừ. Bởi vì người đàn ông trước mắt này trông không đáng tin gì cả, Diệp Huyên cười nói, nếu ngươi không nguyện ý cũng không sao cả, bây giờ ngươi đã tự do rồi, có thể rời đi rồi. Cô bé nhìn Diệp Huyên, ngươi biết đây là nơi nào không? Diệp Huyên cười nói, Vạn Mộ Thần Vực. Cô bé lắc đầu, nơi này, là đế âm tộc, năm đó là thời đại vạn tộc, đế âm tộc này bị thế lực kinh khủng của vũ trụ vô biên xâm lược, trận chiến đó, cả đế âm tộc đều bị diệt, vô số người trong tộc người thì chết. Người thì bị phong ấn. Nói rồi, cô bé khẽ lắc đầu, rất thảm. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi cũng là từ đế âm tộc sao? Cô bé im lặng một lúc rồi gật đầu. Thời đại vạn tộc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 215.